gì mà ngóng tới ngóng lưu hoài vậy lát nó cũng về tới mà Rồi đây ngồi xuống uống một ly trà do chính tay tôi pha được chưa tất nhiên là phải về rồi với một điều kiện điều kiện gì thằng nam nó nhớ nó chở ông về ông ngộ ghê á già hai thứ tóc rồi tôi là người hiểu chuyện thì không có gì để nói còn nếu như người khác mà nghe ông nói kiểu này á thì người ta tưởng ông là cha của sáu bảnh chứ không phải là bạn Mà ngồi nha Tôi lúc nào cũng ở bên cạnh ông thù lù gì nè Mà không bao giờ nghe ông nhắc tới tên tuổi của tôi hết trơn là sao vậy Ông thì cần gì tới tôi mà 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 tôi phải nhắc tới ông Nguyên mấy cái xóm trọ nó nhắc tới ông mỗi ngày kia kìa Ông lo còn muốn không hết Cần gì tới tôi Mệt quá đi Ông sáu bảnh này ông hiền lắm Hiểu không Hả Ai nói cái gì thì ổng ông cũng dễ siêu lòng lắm Cho nên tôi sợ ông bị người ta lừa thôi Nên tôi lo cho ổng vậy thôi với lại ông có hứa với tôi á là ông sẽ ở lại đây vài tháng với tôi tôi mừng chứ nhưng mà tôi lại sợ sợ gì ông có biết là cái cái kiểu nói của ông vừa rồi trên mạng đó người ta nói là cái gì không là gì là một nhóm có ba người trước sau gì cũng có một người ra rìa bây giờ tôi mới cảm nhận được câu nói đó kìa ông về tới kìa thưa ba thưa chú mười cũng nghĩ vậy anh mời khỏe ha à, khỏe khỏe trời ơi tôi về bên xóm trọ bển ha vui lắm tao nói nhiều chuyện để kể cho mấy ông nghe nè tôi kể cho mấy ông nghe thôi, nha thôi, thôi. từ từ đi đừng có kể à? để tôi dọn cơm ra rồi em muốn kể gì đó kể thôi phụ tôi xuống à, dọn cơm à, đi à, mó lên vô đi chú à, à à ăn ăn cơm ăn cơm dạ đi chú ta nói vui lắm mấy ông mời đó người này nó nó chỉ cho người kia làm không à vui à. lắm rồi sáng sớm á mỗi người xách cái ghế ta nói ngồi giống như họp tổ dân phố á rồi cái lên phát biểu phát biểu mà hay đó nha vỗ tay trần trần dạ. luôn <laughs> nghe nói chuyện chúng à. mà đang ngồi coi ca nhạc có ca sĩ biểu diễn vậy đó <laughs> à. thôi nghe bữa cơm thì đề nghị bớt mấy cái chuyện linh tinh lại nghe tập trung ăn nghe ờ à. ừ, ừ. ừ. <laughs> ăn cơm đi. Dạ con mời mọi người đi. ăn cơm. Nè, nãy giờ để ý á, thấy mấy người không hề nha thoạt đũa vô mấy cái đồ ăn mà tôi nấu nghe, ăn mấy cái đồ ăn tình yêu của ông không ha? Vậy thôi bây giờ mang hết ba cái đồ ăn tình yêu của mấy ông á. qua bên kia ăn đi, cho nó tiện. Trời ơi, cho tôi ăn chung miếng đi. Không. Ông đang canh tị đó Ông nói là Anh có cơm tình yêu vợ nấu cho anh ăn Còn ông, ông phải tự nấu cơm cho bản thân ông ăn Cho nên ông quên kiếm chuyện gì đó Không có gì đâu Mấy chục năm rồi tôi mới được ăn cơm do vợ nấu Bởi vì Tôi có cảm giác Nó là lạ là lạ làm sao mà ngang không nè ừ. Ừ. cứ cái đà này chắc anh làm không nổi nữa quá ủa sao vậy bộ công việc đó cực lắm hả mình cực cỡ nào á thì anh chịu cũng được nhưng mà mình nấu đồ ăn ngon vậy chắc là anh lên ký ừ. Lết còn nổi muốn chi là làm mình á mình giỏi đau chọc, đau chọc mình anh đau hoài à. nè thôi đau đau hả mình nè ráng chịu cực một thời gian nữa nha mai mốt anh qua bên kia anh ổn định rồi anh sẽ gửi tiền về để cho em sửa sang lại nhà cửa sống thoải mái hơn ráng đợi anh nha mình à người ta nói mà mình ăn nhiều chứ mình ở có nhiều đâu Em á, là em không có cần nhà cao cửa rộng gì hết á Em chỉ cần vợ chồng mình hạnh phúc có nhau là được rồi Ê, Trời ăn cơm ăn cơm Ngồi hết bây giờ <laughs> từ đó tới bây giờ tôi cứ tưởng tôi tồn tại trên đời này chỉ có một mình ơn không bao giờ biết được bữa cơm gia đình là như thế nào giờ nghĩ lại ông trời ông cũng thương bởi vì tôi mấy ông biết đó tôi là tôi có vợ con của tôi vẫn chờ đợi tôi cho tới ngày hôm nay Đúng ra đó thì Thật ra là tội nghiệp cho vợ con của anh Nghe nói Lúc mà bé Xuân nó vừa tròn khoảng 5 tuổi Thì lúc đó anh bỏ đi làm rồi đúng chưa Ờ à. Tôi nghe ông bốn ông kể như vậy Nhưng mà tôi cũng không nhớ nó ra làm sao hết á Tôi chỉ nhớ mang máng là Lúc bà mang bầu hồi kỳ kì... Đây Mình quan cơm Dạ. Nè, mình ăn cái này đi, nó không bị khét nè. Dạ. <laughs> mình sao vậy? Mình hay là chút xíu nữa tôi đưa mình đi chạm xá nha dạ cũng được á mình sẵn ra em lấy giấy kết quả luôn hôm trước em khám mà về gấp quá em quên lấy à, mình, mình mình siêu âm rồi hả ừ con trai hay con gái không biết nữa nhưng mà bác sĩ nói là nó đẹp giống em đó trời ơi <laughs> sáu tôi sắp làm cha rồi sắp có con gái rồi <laughs> à, à, thôi 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 nhẹ nhẹ thôi. vui quá trời ơi tôi sắp làm cha rồi được rồi mình ăn đi mình ăn vô cho bổ nha đây 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 <laughs> Bữa giờ tiếp xúc với vợ con Gặp người quen cũ như ông Bốn nè, bà Tám nè Lâu lâu thì tôi cũng nhớ chút chút vậy Mà mỗi lần tôi nhớ được cái chuyện gì Thì tự nhiên nó nồng cái lỗ mũi Rồi tự nhiên nước mắt tôi nó rớt ra mai mốt mà nhớ hết cả thì chắc tôi khóc tới mấy ngày luôn quá tội nghiệp cho anh bạn già của tôi <laughs> lỗi tại tôi hết nên ông mới phí phạm mấy chục năm trời sống cô độc thui thủi một mình như vậy thôi chuyện gì nó qua rồi thì mình cho nó qua luôn đi sao nữa thì mọi chuyện nó cũng đâu vào đó hết rồi <laughs> vui vẻ cả làng <laughs> tôi quyết định tôi sẽ cưới vợ tôi phải bắt không? buộc tôi phải cưới vợ bởi vì sao tôi muốn hưởng được cái cảm giác cái bữa cơm gia đình nó ngon như thế nào à. trời thiệt hả chú mười thiệt nếu mà như vậy nha chú mười địa mà thấy mối nào được ừ dẫn ba con theo <laughs> yên tâm <laughs> tôi đã nói rồi không là không nha mấy người rảnh quá À? Đó, đọc đọc. ăn cơm đi rồi rồi ăn cơm cho miếng cơm. mực tình yêu coi cái gì vậy trời cái này là cơm yêu thương có số bệnh đó nghe ủa ông kệ ông chứ ông đãi là mình phải ăn thôi à. ăn đi à, ăn cơm anh à, mười ăn anh mười nè ừ. ăn đi con ăn đi con. Dạ. con trời cái này là đậu hủ tình yêu hả ừ phúc con cứ tính sai xưa như vậy hoài hả phúc ba cứ mặc kệ con đi <laughs> ba ước gì ba cũng có thể mặc kệ như con chuyện cũng đã lỡ rồi con à mình cần phải giật dậy chứ con Con bỏ bê Quỷ hoại bản thân con tới chừng nào Tới bao lâu Con trả lời ba đi Con mất hết tất cả rồi Mất sạch hết rồi Con không còn một cái gì hết Con nên nhớ Người còn Tương lai còn Không có việc gì Con phải đối xử hành hạ bản thân con như vậy cái quan trọng Cái quan trọng nhất của con người chúng ta là sợ mất đi ý chí thôi cũng biết không Phúc à Ngày xưa Ba cũng như con vậy đó Có <laughs> Rồi lại mất Đến khi có lại Mình phải cố gắng gìn giữ Để không bị lọt vào tay người khác Mình bất chấp tất cả và ba chỉ nghĩ rằng khi có địa vị có tiền tài thì cuộc đời mình sẽ bình yên nhưng mà con thấy đó <laughs> có ngày nào ba được sống bình yên không con con phúc à <laughs> có những điều có thì rất tốt đó con nhưng không có nó sẽ tốt hơn con à Lần này con đi quá xa rồi Con không còn đường để quay về nữa ba Con à Phúc Con hãy nghe ba nói Không có gì là không thể nha con Huống hồ chi Con còn hai thứ quý giá nhất Mà con chưa nhận ra đó Phúc à ai thứ quy gia nhất là gì vậy ba? đó là xuân và con của con. ba nói thiệt. ba tuy chưa tiếp xúc nhiều với con bé đó nhưng ba có cảm nhận đó là một người phụ nữ chân thành. Đàn ông mình Cái điều thành công nhất Là tìm được một cái người Phụ nữ Đầu ấp tay gối như xuân vậy Mọi dòng tố của cuộc đời Rồi cũng sẽ có ngày Dừng lại phía sau cánh cửa Cánh cửa đó là cánh cửa của gia đình của mai ông <Sýt> Rình mò cái gì vậy ờ, dạ. Hả Muốn ăn trộm nhà ai Nói đi tôi chỉ cho nó vô ăn trộm Dạ Cô tính coi con 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 cái gì hả Xưng con với tôi làm cái gì Tôi đâu có quen biết với mấy người Mấy người qua đây á Định rình mò nhà người ta hả Mấy người có tin không Chỉ cần tôi la một tiếng thôi á Cả sớm này ra xử cậu đó à, Dạ 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 không có Ý là con qua đây con coi con của con với Xuân có ổn không? Chứ con đâu có dám làm phiền ai đâu. Cậu dám làm phiền ai không? Ổn. Con Xuân rất là ổn. Nè, nếu mà cậu quan tâm cho con Xuân á, thì cậu đường đường chính chính mà đi gặp nó. Thập thòi như cái kiểu ăn trộm vậy. Con Xuân á, nó cần một người đàn ông, chứ không cần một người xử sử dụng đứa trẻ. Khi mà biết mình sai á, là sợ hãi. Đứng ngó cái gì? Biến đi. Ừ. Dạ, xin phép con đi ngẩng cao đầu mà đi thập thò lấp ló cúi đầu mà đi chẳng ra thứ gì tám gì tám bực mình Ôi, đi đâu về mà mặt mày hầm hầm vậy ngồi gì tám bực bội à ủa trời ơi mà sao nó tới đây vậy hả đâu biết đâu ủa bộ dì tám không biết chuyện gì hết hả chuyện gì nữa chuyện ở xóm mình nè xóm mình dì tám vừa mới bỏ lỡ một bộ phim tình cảm lãng mạn hay lắm là làm sao Trời ơi sắp có đám cưới rồi Vậy Tám có làm bộ nữa Đám cưới ừ. Đám cưới ai Dĩnh với Mai Vĩnh với con Mai Dạ Ở đâu ra Chị dì, dì Tám ngạc nhiên dữ vậy dì Tám Trời ơi nguyên cái xóm này ai mà không biết Hai đứa đó là tình trong như đã mặt ngoài còn e ừ. Trời ơi con kể Tám nghe nè Tối hôm qua Mà lúc hai đứa chăm sóc cho bé bơ á Rồi cái Nhưng con hỏi này Trời thằng Vĩnh nó khù khù cờ khờ Mà nó hay thiệt luôn á nha Tỏ tình với Mai Trời ơi, tình yêu đôi lứa tuổi trẻ dễ thương, lãng mạn gì đâu luôn á. Chúc mừng gì Tám nha, sắp làm xui rồi. Thôi đi, xui cái con khỉ á, ông bố đâu? Chú bốn... Ông bốn... bố... Ông bố! Lại đó nghe nè. Ủa, đáp võ về rồi hả? Thường thường tao nói vỗ quải, có quải gì về không? Quải cái con khỉ về. Nè, cái chuyện thằng Vĩnh với con Mai làm sao vậy? Ờ hay quá chờ bà về tôi hỏi bà coi để tính rảnh rảnh ngày mai tôi chở bà đi gặp ông thầy nào để mình coi ngày lành tháng tốt cho hai đứa tụi nó ở đâu ra ừ? cái gì mà ngày lành tháng tốt hả hỏi ý kiến tôi chưa tôi đồng ý chưa ủa chứ không lẽ tôi thấy bà cũng ưng thằng vĩnh mà ủa bộ tôi ưng thằng vĩnh á là chuyện gì tôi cũng đồng ý hả nói cho nghe nha chuyện nào ra chuyện đó nha từ xưa tới giờ tôi thấy hai đứa thân thiết với nhau Tình làng dễ sớm Anh em giúp đỡ lẫn nhau Thì cái chuyện tình cảm thì làm sao mà có được ừ. Vậy là phản đối chuyện của hai đứa tụi nhỏ Tôi phản đối Ủa Thằng Vĩnh nhà tôi nó tốt bụng Nó chăm chỉ làm ăn Với lại nó đối xử rất tốt với hai chị em Con Mai với con Bơ Chứ có gì đâu mà phản đối tình yêu tụi nó Tôi không có nói là thằng Vĩnh nó xấu nhưng mà không thể nào nó tới với con Mai được Ông cũng biết rồi Con Mai nó làm sao Cha mẹ nó chết hết rồi Nó phải lo cho em của nó Nó phải có trách nhiệm với em của nó Đâu ờ, phải con Mai nó sống cho bản thân của nó đâu Mà thằng Vĩnh nó nhào vô đòi lấy con Mai Nhưng thằng Vĩnh nó cũng thương con bé bơ Thằng Vĩnh nó cũng thương giống như con Mai vậy Tôi nói thiệt nè Thấy không Thằng Vĩnh nó rất là tốt Ừ đúng ừ. tôi biết là thằng Vĩnh nó tốt nhưng mà hiện tại nó chưa có gì trong tay hết á thì làm sao mà tôi dám giao hai đứa cháu của tôi cho nó được chứ nó có lo được cho gia đình mà trong gia đình đó có con mai và em của con mai không ông coi nó lo được hay là không tôi tin tôi đặt niềm tin vào thằng vĩnh có thể bây giờ nó không thể lo được nhưng mà sắp tới tương lai nó sẽ lo được cho ừ. con mai với lại con bé bơ luôn sắp tôi tới là... là chừng nào tương lai là khi nào ông còn không biết nữa mà thôi bây giờ vậy nha khi nào mà tới đi khi nào mà thằng vĩnh nó thành công á nó có tiền nó có tương lai nó có sự nghiệp trong tay rồi đó tới lúc đó rồi mới tính chuyện là lấy con mai còn bây giờ tôi nói là không là không bỏ đi chú bốn thôi thôi con biết là chú bốn sốc lắm thôi bình tĩnh bình tĩnh chuyện đâu còn có đó Trời ơi sao tám ngộ ghê ấy ta Cứ mỗi lần là nói tới cái chuyện này á Là dì tám ngộ thiệt luôn á Bình thường cũng thấy gì tám hưởng ứng hai đứa nó mà Sao giờ Mỗi lần chú bốn sen vô bàn chuyện đám cưới á Là dì tám phản ứng gây gắt liền Kỳ vậy ta <laughs> Chú bốn có sao không vậy <laughs> Sao giống chúng chó quá mẹ ơi Trời ơi đừng làm con sợ nha chú bốn Sao nó cứng cứng cái cổ nè Trời ơi Trời ơi trời ơi Mới bị nó có mấy câu à Đừng nói là trúng gió nghe Dầu 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 Trời ơi chết rồi Nè cạo con cạo con Trời ơi giờ Vô lấy dầu cạo đi con Chú bố muốn lấy dầu cạo đúng không Rảnh quá Chết già Trời ơi không có dầu Chú bố ơi không có dầu Con lấy đỡ dầu ăn được không Ủa đâu rồi Ủa Ủa đâu ta Trời Đi không nói gì hết trơn vậy ta <laughs> Phức tạp quá Bữa nay á Là đi qua đây á Là phải hoàn thành mấy chục mẻ kẹo chuối rồi á Không có ăn chuối nữa nghe à. Chứ không phải qua đây rồi sàng 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 Cái Gì vậy trời Tôi biết rồi Chuyện đó của tôi mà Ngồi đi Tôi đang nói chuyện với ông Mùi Thì đó tự nhiên nhìn tôi rồi nói à Ủa ông Mười đâu rồi Ông Mười ừ. ơi Ông Mười ơi Mười đây thần, 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 thần. Trời ơi Lúc nào cũng vậy hết trơn Vậy không á mà à, anh Nè Ở. Anh thấy tôi xuất hiện à, bình này, cháu ra. Ủa trời nào? đất ơi ừ, vậy? Qua đây vô bếp vô nút Để mà mà làm bánh làm kẹo Mà tự nhiên mặc áo chim cò Trời ơi chơi cái áo màu hồng cam nữa Anh biết mà mỗi lần tôi xuất hiện là phải đậm nét trên từng người xấu luôn á Ừ Rồi ừ. <laughs> đẹp đẹp. Nè nè. Bỏ vụ mình ráng đi. Rồi hỏi một câu tế nhị nha. À. Nói đi. Ở đi của em nào bén bén không? Bén hả? Bén. Ừ, nhiều lắm. Ai vậy. Bà bảy. Bà bảy, bảy hủ tiếu đó. Trời bảy ơi. Bén lắm bả dao sắc thịt, bén ngót à Ghẹo dạ, đi. Dạ, mời anh chị. Đó, bác kìa. <laughs> ừ, mời. Dạ. Ai ăn hủ tiếu bà bảy hơn? Mang mùi vị quê hương đậm đà, Thích hương lắm. <laughs> đây là người phụ nữ trong mộng mấy chục năm rồi tôi mới tìm gặp được đó dạ dạ, dạ chào anh anh ăn gì cho, cho. cho mời tôi hủ tiếu cho 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 mời tôi hủ tiếu cho mời tôi hủ tiếu dạ có liền dạ anh ngồi anh ngồi rồi ơi, người rồi, dễ thương hủ tiếu ừ, hổ, 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 hổ. Chị Bảy ơi tính tiền Dạ dạ để tiền bàn giùm tôi nghe Dạ em để nha dạ. dạ chị Bảy ơi Dạ cảm dạ, chị ơn nha Đi mình ừ. Dạ cảm, cảm ơn đây. Em. Trời ơi cảm ơn Bữa nào cũng đông khách vậy Mừng quá Dạ hả xin mời Dạ xin mời Dạ dạ chờ đi à, à, Ăn cho nóng cho ngon nha Tôi vô bưng thêm 6 tô nữa rồi <laughs> nè nay có lọc ăn quá ha à mời anh dạ cả nhà ăn liền cho nóng cho ngon nghe <laughs> ờ chắc là ưu tiên cho anh đó ăn đi mình anh hai tô đó nè anh ăn đi mình anh hai tô nha <laughs> à mời 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 Dạ đây, dạ đây Dạ đây Dạ Ủa gì vậy? À, nè nè, cái này chỉ bán cho ai mà nhiều dữ vậy? Dạ cho anh, anh kêu đó Mọi người ăn đi cho nóng cho ngon, ăn nguội không có ngon đâu ủa, ủa, tôi kêu hồi nào? Dạ nãy anh kêu là cho 10 tô hủ tiếu Thì hồi nãy anh kêu 10 tô đúng rồi <laughs> Nói giỡn vậy thôi Chứ ổng tên 10 Nên ổng kêu là cho 10 tô 10, 10 tô Ủa làm sao? À, ờ, 10 Ờ. Không, ý là cho anh 10 tô hủ ờ. tiếu chứ không phải là 10 tô chị hiểu lầm rồi. Vậy thì anh nói cho anh 10 một tô hủ tiếu đi, tự nhiên anh nói cho 10 tô hủ tiếu vậy tôi bưng ra làm sao giờ? Ờ đúng rồi, đáng lẽ ra anh phải nói là cho 10 một tô hủ tiếu. Rồi bây giờ tôi nói cho 10 một tô hủ tiếu dám bán 11 một tô lắm à. thời thôi giờ lỡ bưng ra rồi ăn đi ha cho người này người kia ăn chút đi hen bữa <laughs> nay tôi bị ông tổ hủ tiếu triệt đường rồi <laughs> dạ anh ăn nóng cho nó ngon ừ. alo 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 dạ xin kính mời bà con dạ hôm nay cửa hàng của chúng tôi có chương trình khuyến mãi giảm hai mươi phần trăm chị tổng quá đơn một triệu sẽ còn được nhận rất nhiều phần quà nữa mời bà con mãi vô mãi vô mãi vô Mày chưa? nhớ rồi em, em nhớ rồi. rồi bậy không à dạ đưa đem giao làm lẹ lẹ đi Thôi để đi đi làm phụ cho. Thôi Dạ. Đây đây. Nè anh. Để qua coi. Dạ. Nè, nè. Ừ. Ừ. Anh chọn cái khâu quan trọng nhất là khâu thổi đi. Còn lại để tụi em lo. Đúng rồi. Ok. Tụi em sẽ thay nhau cột. Thấy sản phẩm cũng nhiều loại quá ha. Dạ, có sản phẩm mới nè chị. Ừ. Dạ. Hiện nay bên cửa hàng em có nhập rất là nhiều sản phẩm mới chất lượng cao. Nếu như mà mình mua thì mỗi một đơn hàng á thì mình sẽ được à, à, mình sẽ được tặng 100 g nấm để chị trải nghiệm dùng à, thử ha. Nhưng mà tôi nghe nói là ở đây bán hàng nông sản kém chất lượng nên tôi không có dám mua mặt hàng đó. Dạ chị ơi, à, cái đó cũng là sự cố. À, bên em cũng đã cố gắng chấn chỉnh các bộ phận rồi. Với lại bây giờ là bên chỗ cửa hàng của em cũng có thiết kế cái mã QR cho nên là khách hàng khi mà mua chỉ à. cần quét mã có thể sẽ tìm hiểu được thông tin sản phẩm nguồn gốc cũng như xuất xứ của sản phẩm đó nên là chị cứ yên tâm à dạ à, cô ơi, hả bây giờ mấy cô có thể mở cái điện thoại của mình ra à, xong à. rồi á à, mình có thể vào cái mã qr của bên à, cửa hàng của con để mình à, check thông tin của ừ. sản phẩm nha ừ. Ừ. dạ mọi người cứ thử đi dạ rồi. rồi bây giờ mọi người mở cái quét mã ra đi à dạ đây đây là cái mã qr mọi người quét giúp con nha à, đây hả dạ đâu đâu làm sao đâu rồi 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 dạ dạ đây. À. dạ đây nha à, rồi. Rồi. rồi cô Mới rồi. giúp con ha rồi. À, à, dạ rồi, vô rồi, được rồi nè đó mấy cô cứ coi ở trên đây à. nó có những cái nguồn gốc xuất xứ cũng như là sản phẩm có ngày sản xuất đồ đầy đủ hết á cứ yên à. tâm nha dạ dạ rồi, hiểu dạ à, rồi còn đây là con xin giới thiệu với mấy cô cái này là là kẹo chuối gừng kẹo à. chuối gừng này á là của bên cửa hàng con á là tự làm thủ công hết à cái này một trăm phần trăm là được làm bằng tay hết ừ, không à. có chất bảo quản ha à, bây dạ. giờ con sẽ cho mấy cô dùng mẫu thử rồi dạ dạ đây nha cô đây cô cầm giùm con dạ cô ăn thử rồi nè cưng dạ dạ cô ăn thử dạ con mời cô đầu để ăn thử coi À, mọi người cứ xé ra ăn thử đi ha ừ, ừ, ừ. xong rồi á cho con sao? cảm nhận xé làm sao bà <laughs> dạ đây con xé cho cô đây ờ à, à, à. dạ đây xé giùm tù với dạ rồi mọi người cứ xé ra nha đó dạ. thử nha dạ chị xé giùm em nha rồi à, đây nè dạ. cảm ơn sao cô có ngon không cô ừ, ngon ngon dạ. kẹo này có sẵn không em dạ kẹo này có sẵn với lại á loại kẹo này là bên cửa hàng của con á là nhập từ xưởng sản xuất thủ công từ những người thợ mà phải nói là lâu năm có kinh nghiệm truyền đời cho dạ. nên là mọi người ăn mọi người thấy không cái gì rất là đậm đà đúng không đó đậm đà thơm ngon. Dạ, ừ. nếu như mà mọi người có cần á thì cứ liên lạc ừ. với cửa hàng của con rồi bên con sẽ giao hàng tới cho mọi người ừ. luôn ừ. ha. Ừ. Coi như dạ. là mình ủng hộ mình cho sản phẩm truyền thông ha. Dạ. Nếu giờ cô mua hàng có sẵn không? À, dạ có. Ờ. Vậy cô cần bao nhiêu ạ? Ờ, bây giờ cô muốn mua tặng gia đình lấy số lượng nhiều được không? Số lượng nhiều hả? Đúng rồi, số lượng nhiều. À. Tại cô thấy ngon nên cô muốn mua ủng hộ cho con. À tụi con bán á là một hộp á, cứ một hộp đóng gói là 500 gram Dạ một hộp giá của nó là 100.000đ. Cô lấy bao nhiêu ừ. hộp ạ? À? Ờ à, cho cô 5 kg đi. Ừ 5 kg. 5 kg dạ. là 10 hộp phải không? Rồi. Cô <laughs> <Cố, tụi cười> có 5 kg nha. tôi cũng 5 hộp luôn. 5 à, hộp luôn đi trước, nắm nắm hộp đi. Hộp. Em cũng 5 hộp luôn rồi. Rồi rồi dạ dạ. Dạ cảm ơn chị. Ngon mà. Ừ. Dạ, đợi con chút nha bây giờ à, mọi à. người cứ đi coi uh, coi hàng trước đi à. xong rồi mình có uh, à. cần thêm cái gì á rồi mình báo con rồi, con rồi, rồi thôi. Để để con coi thôi thôi ừ. dạ dạ mọi người cứ đi coi rồi, hàng rồi. đi để đi vòng vòng coi bà à, <laughs> alo trúc hả bây giờ bà cho người chở qua đây 30 mươi ký kẹo chuối gừng cho tôi liền nha khách đang đứng đợi đây nè nhớ nha qua liền đó rồi 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 ờ à. con chào chú sáu ờ con được không phụ tay nha hả dạ à. chú đỡ phụ con để con gỡ dây cái nha để chú phụ người ta nghe hả để thôi chú thôi phụ thôi cho để 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 con làm được rồi dạ không sao đâu nhẹ mà khỏe vậy dạ. ha à. rồi hàng tới hàng tới à. hàng đóng hổi đây à có kẹo rồi kìa à. dạ mọi người ơi có hàng rồi ạ à? mấy cô ơi rồi rồi dạ có hàng rồi à, dạ, nè dạ. dạ, chị ơi ra nhận hàng nè dạ à, 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 rồi ra à. nhận hàng ra nhận hàng <laughs> À... dạ rồi dạ. à... con cảm ơn cô nhiều dạ dạ cảm ơn mọi người dạ cảm ơn cô nhiều dạ cảm ơn cô ạ à. à... trời ơi tính ra mọi người á, thích lắm luôn á à... bây giờ cứ cái đà này á thì cửa hàng của mình sẽ kinh doanh là khả quan lắm luôn á cảm ơn anh em nhiều nha à, có gì đâu ừ ờ, nhưng mà rượu chuối á mình đâu có làm đâu tại chưa làm thôi chứ không phải là không làm được đâu khách hàng đã có nhu cầu thì ngại gì mình không thử ừ ừ. ê xuân 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 có sao không xuân sao tự nhiên thấy chóng mặt quá ừ. chóng mặt không sao hả? đâu bữa giờ tôi cũng hay bị như vậy ừ. tôi thấy người của xuân lạnh ngắt à thôi chiều nay á xuân xin nghỉ đi tôi tôi chở xuân đi bệnh viện kiểm tra thử ừ. chắc không sao đâu anh nam thôi không sao đâu ừ, tôi cũng hay bị dậy lắm không sao đâu mất công lắm ừ, nhưng mà tôi thấy thần sắc của xuân kém dữ lắm xuân nghe lời tôi đi đi bệnh viện kiểm tra thử đừng có chủ quan như vậy lỡ mà xuân có gì á khổ thân nữa mà xuân còn em bé nữa không chủ quan được đâu ừ, thôi cũng được có gì chút nữa tôi đi khám ờ à. À, vậy có gì anh nam cứ về làm việc tiếp đi có gì lát tôi đi xe ôm cũng được cậu xuân ngại với tôi hả dù sao tôi cũng là cháu của chú sáu mà tôi với xuân cũng là người trong nhà rồi thôi xuân đi với tôi đi đừng có ngại nha ừ. dạ thôi vậy anh ra ngoài cho tôi lấy cái túi đã rồi anh chở tôi đi cảm ơn anh nha ừ À, dạ rồi, mình đi, đi, đi anh số. Dạ ừ. Ủa Con sao tía? vậy, con đi đâu vậy à, Anh Nam á, ảnh chở con qua bác sĩ khám định kỳ thôi tía Trời ơi, con bệnh gì, con làm sao mà phải đi bác sĩ <laughs> Không sao đâu Tại vì con cũng tới ngày khám định kỳ rồi Nhưng mà con chưa đi à. khám Thôi không sao đâu, tía cứ làm việc đi Xíu rồi con về Thôi được rồi để lát nữa xin phép tí 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 lát nữa chở con dạ đi thôi ha thôi không cần đâu chú sáu để con đưa xuân ừ. đi là được rồi chú sáu yên tâm nha ờ à, thôi được rồi chở nó đi khám bệnh giúp cho chú nghe không rồi có cái gì quan trọng báo cho chú biết liền nghe chưa dạ dạ ừ con biết rồi dạ con không sao đâu à. tía Tí đừng có lo rồi 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 đi xuống. mình đi anh rồi ờ có, có 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 cái nón nè ờ lấy cái nón nè dạ dạ nè Chở đi con dạ đó có gì là cho chú hai liền nghe chưa dạ con biết rồi 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 con đi nha tía ờ ờ đi đi con đi nha xuân ờ ừ. ừ. đi đi nghe con đi nha chú sáu ờ dạ đi con đi nha tía xuân có chuyện gì mà tới đây vậy ta hay mình vô hỏi thử coi sao mà không được vô gặp xuân rồi mình biết ăn nó nói sao đây tại sao nó lại chở xuân đi bệnh viện mình mới là cha của đứa bé mà không được mình phải vô đó nói chuyện cho ra lẽ bác sĩ bác sĩ mẹ với lại em bé sao rồi bác sĩ ổn hết hả ờ nhưng mà là con trai hay con gái vậy bác sĩ trời tôi nôn quá không biết cổ bị cái gì mà đứng lên ngồi xuống là thấy chóng mặt rồi có sao ờ, bác sĩ anh nói cái gì mà dùng dập dữ vậy đúng là lần đầu làm ba có khác ha mẹ và thai nhi vẫn khỏe anh cứ yên tâm nhưng mà nhớ chú ý đừng để vợ làm việc quá sức tôi có kê một số loại thuốc bổ cần thiết anh sẽ mua về cho vợ uống nha dạ tôi biết rồi ừ cảm ơn gì sĩ. đâu sao không nghe nói là con trai hay con gái gì ta xuân ừ. nói nghe nè bác sĩ nói á là xuân không có được làm việc nhiều đâu làm việc nhiều là ảnh hưởng tới thai nhi đó mà hồi nãy Bác sĩ ừ. nói là có kê toa thuốc bổ trong đây nè, nè, thôi để tôi đi mua thuốc cho xuân uống, ha, mình đi xuân, đi. À. À, anh đi đâu vậy? À, anh đi uh, thăm thằng bạn đẻ. Anh nói gì vậy? Thì thì thăm thằng bạn đẻ. Anh có tỉnh táo không vậy? Trời, trời, trời. Quên, à, 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 đi thăm thăm ờ. Uh thăm vợ của thằng bạn đẻ hợp quá ha hạnh phúc ghê luôn giống như là vợ chồng son vậy nè chúc mừng nghe chúc mừng bạn nuôi con của thằng bạn hạnh phúc à cái lộn con của người khác anh nói gì vậy tôi không ngờ anh mở miệng ra nói được câu như vậy anh có phải đàn ông không ừ. ủa xuân ừ. mình đi về à. Mình à. ê à, à, ê ê anh đưa em về đi thôi anh à, à, anh đưa em dậy được mà cái gì vậy nè 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 tôi đưa xuân tới đây được thì tôi đưa về tới nơi được sao từ đầu á nếu mà anh có lòng anh không chở đi bây giờ anh tới đây kiếm chuyện với tôi đúng không nè 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 kiếm chuyện cái gì nè nói phải suy nghĩ nghe mình lớn mình phải biết suy nghĩ chứ mình chững chạc rồi xin lỗi nghe đứa con trong bụng của xuân là của tôi đó đó ai đưa ai về ừ. đứa con trong bụng của xuân là của anh chứ sao anh biết nói như vậy Vậy khi Xuân báo tin có thai Sao anh lại trốn đánh à, 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 <laughs> Né ra đi à, à, à. Xuân Đi về Ê Nãy giờ tôi nhìn là tôi lịch sự Tôi tôn trọng anh đó Bỏ tay ra nha Nhớ nha Đây là mẹ của con tôi à Đừng có giỡn à Giỡn gì muốn giỡn gì, gì. À, à, Buông ra Buông ra Chuyện này là chuyện của tôi giờ xuống anh không đủ tư cách để xen vô Thôi anh ôm sùm nãy giờ đủ chưa Anh Nam à Anh ra ngoài giùm em chút xíu nha Em nói chuyện với anh Phúc <laughs> Bị đuổi, bị đuổi Bị đuổi, quê Quê <laughs> à, à, à. Được sao Anh có chuyện gì muốn nói với em ờ, Thì đâu có gì đâu Anh tính lừa hỏi tâm em thôi Coi là em có bị mệt, bị ấm ngán khi mang thai hay không? Anh yên tâm đi. Em đã nói là em tự chịu trách nhiệm được. Cho nên anh không cần phải lo cho em đâu. Xuân, anh xin lỗi mà. Bây giờ thật sự anh chỉ còn mẹ con em thôi. Anh trắng tay rồi. À, thì ra là bây giờ anh không còn cái gì nữa. Anh mới nhớ đến em hả? Ờ, à, không phải đâu. Anh, anh Phúc à, cảm ơn anh nha. Anh đã nói xong chưa Để em còn đi về ờ, Xuân à anh xin lỗi mà em tha lỗi cho anh đi Anh anh có thái độ không tốt với em Với lại tự nhiên đột ngột Đụng cái giờ làm cha Tâm lý anh chưa chuẩn bị kịp Anh nói cái gì vậy Lúc đầu á Khi anh biết tin anh làm ba Anh rất là hạnh phúc Rồi ba hồi á Anh chối bỏ rồi đến bây giờ anh nói là đột ngột quá anh không kịp chuẩn bị tâm lý anh có ý thức được là anh đang nói cái gì không hả anh phúc ừ anh xin lỗi mà em tha lỗi cho anh đi em không phải là một thứ mà anh muốn sở hữu lúc nào cũng được hết ừ. anh đâu có nghĩ vậy đâu và em cũng không cần một đứa trẻ con nằm trong thân xác của một người lớn tuổi giống như anh vậy đó ừ. em hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra được là anh đã đánh mất quá nhiều thứ quý giá trong cuộc đời của mình À, xuân 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 trời à, ơi à, anh ơi đây là bệnh viện nhờ anh yên lặng giùm Dạ xin lỗi xuân nhớ đó nha xuân không được làm việc quá sức đó nha em không sao đâu ừ. cảm ơn anh má à, con mới về à, sao rồi con hả không sao đâu bác sĩ nói là mẹ với em bé đều bình thường hết tại vì mấy bữa nay con làm việc quá sức á cho nên là con hơi mệt thôi má yên tâm đi ngồi xuống đi con em ăn miếng đi nè uống nước đi dạ em đi nghỉ đi quên nữa hồi nãy bác sĩ có kê thêm mấy toa thuốc bổ mà mà tôi quên mua rồi xuân thôi để tôi quay lại mua Dì hai xuân ở nhà Dì hai đừng có cho xuân làm việc nặng nha được rồi bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi nhiều á Dì biết rồi mà con yên tâm con đi lấy thuốc cho nó đi dạ nhưng mà mất công lắm thôi để chiều nay tôi rảnh tôi đi lấy cũng được mà Thôi, tôi đi mua liền. Tranh thủ ăn cơm xong rồi uống luôn cho có tác dụng. Đúng rồi, con bớt đi lại đi nha. Con đi như gì? Ừ, đi đi con. là phải nghỉ ngơi nhiều á. Dì biết rồi mà, con yên tâm con đi lấy thuốc cho nó đi. Dạ. Ờ, nhưng mà mất công lắm. Thôi để chiều nay tôi rảnh tôi đi lấy cũng được mà. Thôi, tôi đi mua liền. Tranh thủ ăn cơm xong rồi uống luôn cho có tác dụng. Đúng rồi, con bớt đi lại đi nha. Con đi như gì? Ừ, đi đi con nè uống nước đi con trời ơi thiệt á con thấy là hai cái đứa này như là đôi chim non ở trong lòng nó níu rít ríu rít với nhau mà xứng đôi dễ sợ phải chi mà hả thằng nam á nó gặp con xuân trước khi có bầu thì hay biết mấy con này ê chết nói có gì chị. thôi đi dù sao chị xuân chị cũng đẹp nó mới được như vậy chứ như em nè muốn đâu có đâu thì đó nhưng mà con công ừ. nhận như vậy hay Từ khi mà con Xuân á, nó gặp biến cố á, Làm như con thấy người nó bắt đầu trầm tĩnh Bắt đầu nó hiền dịu hơn xưa á Dì hai ừ. Con thấy gì nè Không mấy giờ mình không có biến cố thì mình tạo biến cố gì đi Cho chị á trầm tính lại Trời Mình tự dựng biến cố lên nó cho chị không Để chị trầm tính lại Chị <laughs> thay đổi cái tính chị đi Chị trời Thiệt tình luôn á Em làm giống như chị là người mà đọc á. Xấu xa lắm Thôi đây để con phụ cho Không có Không. độc ác Con chỉ lớn tiếng chút xíu thôi <laughs> vậy hai với cậu nói đúng nữa kìa <laughs> Tại cái tính con bô bula, bula vậy Chứ trong bụng con có nghĩ gì đâu Hên là chị có vậy thôi Mà chỉ có anh Thanh mới chịu được chị á Trời ơi Trời ơi ông Thanh mà lấy được chị Là phước ba đời của ổng á chờ đó Con thấy ấy, từ ngại nha Anh Thanh về ở với chị Thản á nha Lạ hả Anh Thanh anh lớn hẳn luôn á dì hai Ồ vậy... oh. ờ, ý nó là còn chững chạc hơn vậy đó ừ. mà má má chọc chị thản hoài <laughs> nói chứ con nhỏ này nó xinh quá trời xinh kìa phải không ừ. con <laughs> qua bển con đang đậu như gì hai à, rồi nóng quá đang thử coi Ê, chính chưa để em lau mồ hôi cho anh nha <laughs> Anh nghiên cứu xong chưa Trời đất Phật ơi Mỗi lần mà đợi anh nghiên cứu một con cờ Rồi chờ anh đánh nữa rồi Gà nó gái sáng rồi đó đại ca à Chuyện gì cũng phải từ từ chứ Đánh cờ mà Cũng bị áp lực nữa hay sao Tôi chán dễ sợ luôn Nói thiệt với anh nghe, Tôi đến cờ với sáu bảnh á, Vô là hấp 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 Còn anh á, tôi phải năng nỉ anh ha đánh cờ rồi coi ai là người bị thua rồi búng lỗ tai cho đỡ buồn ngủ thôi giờ vậy ha cứ nghiên cứu thoải mái tôi ngủ khi nào anh nghiên cứu xong anh đi một nước cờ rồi anh gọi tôi vậy đi tiếp đồng ý rồi giờ tôi ngủ à, à hình như là có vợ chồng của mình, sao? anh sao bảnh tới anh sao à, anh mời anh à, tùng. À, mà, mà vợ chồng anh chị ngồi chào anh tùng con gái ngồi đi con khỏe ha chào chú tùng chú mà, con chào chú mười chào con chào anh nói gì đi nói chuyện đi à sao rồi ừ. cuộc sống nở qua hay là bế tắc vậy à. nhà này riết ngộ quá ha có người nói á là sẽ ở đây hủ hỉ làm bạn làm bè với tôi nhưng mà cuối cùng á ai muốn đi đâu thì đi dì hai mới qua anh xuân Nam. mới qua à, ừ. hôm nay á con mời dì hai và xuân qua ăn chè đó con nấu chè xong ở trống rồi đó mời cả nhà mình vô ăn chè cho nóng nha ờ à, vậy đi vậy đi mời, à. mời 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 Cháo dạ. cháu nào mời mình vô ăn chè kìa dạ mời dì hai đi. <laughs> vô ăn chè mời kìa mời, người. mời ăn, ăn chè ăn quá ha dạ con mời chú tùng vô ăn chè vô đi, đi con đi. đi nhiều khi tôi nghĩ tôi không phải là chủ vô nhà này. này hay sao anh là chủ ăn chè thôi mà chủ với tớ cái gì cười nó chút xíu coi công nhận kêu này cười khó thiệt á rồi chè đây chè đây Đó, có chè, chè nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây <laughs> ừ, trời, trời ơi vì hai với lại chú sáu tự nhiên nha ờ à, à, cảm ơn con nó mời mình à, xuân à, à, ăn đi dạ cho nóng à, cảm ơn ừ. anh 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 dùng luôn đi dạ cảm ơn chị à, mời anh à, à anh mời ăn mời đi. mời mời <laughs> Ừ, anh ăn luôn đi. Ừ, ngon quá anh Nam. Ngon không? Ừ ngon. Để nhiều ngon. nha. Ừ. Cảm ơn Xuân ừ. Lát em ừ. ăn nữa. Thấy sao thấy sao? Chà, chè nóng ngon lắm luôn đó nha. Ừ. Ngon quá hai má. Ngọt vừa phải. Hột đậu thì nó mềm vừa phải, lại thanh nữa. Ừ. Mà cũng không bị ngọt lắm. Ừ. ăn rất ừ. phải. là đại khái là nó vừa, nó vừa ăn đúng không? Mà ừ. cái hột đậu á thì nở vừa nữa. À, ăn rất là béo còn nấu hả dạ. sao giỏi quá vậy <laughs> ừ, nè tôi nói với bà rồi thấy không? thằng nam nó giỏi lắm cái gì nó cũng biết hết trơn ha nó là vừa học giỏi nè rồi làm bếp giỏi nữa nè thấy không thấy không tôi nói thiệt với bà nha cô nào nữa mà làm vợ của nó không là có phước dữ lắm chú sáu khen con quá con cũng bình thường thôi à <laughs> à còn cái này có. À, nói thẳng luôn nha không có không có nịnh đâu nha không phải cho ăn chè mà nịnh đâu nghe nè tôi thấy hình như là ông sắp sửa mất đứa con rồi đó cha nội này vô duyên tự nhiên nó mất con là sao <laughs> tôi nói cho anh nghe anh là cha của nó đúng không đúng rồi anh nuôi nó từ nhỏ tới lớn anh cho nó ăn học thành tài đúng không đúng rồi nè, rồi bây giờ đó ha còn tôi tôi là người quen biết anh tôi không có nuôi nấng nó một ngày nào hết trơn hết trọi ừ. nhưng mà tôi biết nó từ lúc nó còn nhỏ xíu vậy nè bây giờ nó trưởng thành nó cao còn hơn tôi nữa ừ. tình cảm mà tôi với nó đó nó chú chú tôi chào cháu tình cảm giống y như là 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 cha con ruột luôn vậy đó Thấy <laughs> không nhưng mà anh thấy không ha nói lòng vòng cái gì mà tôi không hiểu gì hết cha nội ừ. nói gì không ai hiểu Rồi cuối gì hết cha vậy ý ông muốn nói là cái gì tôi chỉ cần nói cái người hiểu người ta sẽ hiểu là sao là sao là sao ý tôi nói là nó đâu có mời tôi với ông đâu tự tự động ăn đi cầm chơi ăn đi ờ, ờ, chú thì trời. nó cũng đâu có mời tôi nó thấy gái đẹp ở đâu còn nhớ tới mình nữa ủa chú mười chú mười nói vậy là chú mười nói con á hả đúng rồi ở đây có hai người phụ nữ một người là mẹ của con còn người thứ hai nào là con chứ còn gì nữa còn ai còn ai chồn khoai đất này trời ơi <laughs> không có đâu không phải vậy đâu chú mười chú nói vậy tội nghiệp con chứ sao tội nghiệp nè đừng có đừng có chống chế nghe nè tuy là chú già rồi không có mảnh tình nào dắt dai nhưng mà kinh nghiệm chú tràn trề luôn đó con chú nhìn thoáng qua là ừ. biết hết trơn hết rồi đừng có giấu nghe <laughs> hồi nãy giờ ông nói tàu lao bí đau gì tôi nói thiệt với ông á ở đây mọi người hiểu được tôi chết liền luôn á nè 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 tôi nói cho người nào hiểu người ta sẽ hiểu ờ à. càng nói tôi càng không hiểu à. À, thôi, dạ? thôi 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 tôi hiểu rồi ý của ông mời ông nói á là thằng Nam con trai của anh á Là coi như là Có tình ý với lại con Xuân con gái của tôi Hiểu chưa <laughs> Cái vụ chè này nè Là cái ý của thằng Nam nó nấu á Là để con Xuân nó ăn cho nó bổ cái thai ừ. Chứ còn bạn già của tụi mình á Ăn cái này đâu có bổ dưỡng gì đâu ừ. Cái gì vậy Cái gì Ông nói gì vậy Hả Vụ gì à, um... à. Xuân Xuân ăn từ từ thôi Ông nói gì là nha. sao Trời ơi con ơi là con Nó là người có thai nó ăn chè bổ dưỡng hay là đúng rồi Chú đâu có thai ăn vô rủi có chuyện gì rồi sao <laughs> Cái thằng thiệt tình Con muốn lo cho ai thì con lo ngay chóc cho người đó đi Tự nhiên mấy người Mấy người này không có dính líu Con cho ăn chè dưỡng thai cái gì kỳ vậy Dạ cho vui lên không có phải Chú Mười có hiểu lầm ý con không à Chè này ăn nó mát thôi mà Không sao đâu Đúng rồi đó chú Mười Mác con thùng. với anh nam á chỉ là bạn bè bình thường thôi tụi con á giúp đỡ lẫn nhau thôi chứ không có gì hết trơn á chú đừng có thôi thôi đừng có giấu chú đừng có giấu chú con ơi <laughs> tuy là chú không có mảnh tình nào dắt dai nhưng mà chú rất kinh nghiệm nhìn thoáng qua là hiểu hết trơn rồi hiểu mà hiểu <laughs> không gạt được đâu <laughs> nè nè ông hiểu cái gì ông nói tào lao cái gì vậy bộ bây giờ thích con gái tôi là dễ vậy á, hả không có đơn giản vậy đâu nha nhiều khi cái bề ngoài như vậy á nhưng mà khó lắm mà nha bên trong không biết làm sao à má à. má à. gì à. nói gì kỳ vậy? Bà. Thôi dẹp đi để đó cho má nói chuyện xin lỗi bà nghe đố bà bà đi hết cái đất nước này đi mà kiếm được một thằng đẹp trai như con trai của tôi á còn bộ khó à nghe đẹp trai nè học giỏi nè nấu ăn ngon nè tìm ở đâu ra hả Hàng hiếm đó. Khó kiếm lắm à. Khó kiếm hả? Đương nhiên. Xin lỗi nha. Trời ơi tôi không kiếm được ở Việt Nam á thì tôi kiếm ở nước khác. <laughs> Trời ơi thiếu gì người. Nè, con trai của ông đẹp trai đúng không? Hàng hiếm đúng không? Thì con gái của tôi á cũng là cành vàng lá ngọc hết. cũng độc nhất vô nhị đó ngang. Má. Má nè, muốn cái gì á? Phải phải qua cái ải của tôi trước đây nè thôi bà, bình tĩnh thôi mà không nói để ông nói quá đó. đáng à nè bà ơi sao nãy tôi thấy bà khen thằng Nam đó là là nức tiếng luôn khen quá trời đất tự nhiên bây giờ bà trở quẻ vậy khen là một chuyện còn cái nào là ra cái đó bây giờ đụng tới con của tôi á là phải rõ ràng ừ. ý là bà chê con trai tôi chứ gì ôi, đúng ôi, không? Ôi, ôi. nè tôi nói cho bà biết nghe thằng Nam nhà tôi á ha là coi như á được dạy dỗ đàng hoàng ha ngoan ngoãn lễ phép ha biết người biết ta nha nó ừ. tôi dạy nó một mà nó biết tới mười lần đó trời ơi trời à, ơi đẹp. đúng phải là lóc cốc len ken lông bông ừ. với ai ngoài kia nghe ê, ê ừ. ông nói cái gì vậy ừ. hả ông nói cái gì mà lóc cốc len ken à, thì tôi nói vậy đó Trời thì bà ơi. tự hiểu đi tự hiểu cái tôi, gì mà tự hiểu? hiểu ngoài này luôn đi. ông phải coi lại ông á trời ơi nói chuyện đàng hoàng tử tế tự nhiên gây chuyện với tôi thì là tôi sao hỏi bà nha tự nhiên mà chê thằng con trai tôi khỏi sao tôi không bực mình tôi đâu có chê trời ơi con trai tôi đẻ ra tôi nuôi đến tôi chăm sóc nó từ nhỏ Ha, dạy dỗ nó rất kỹ lưỡng ủa chứ ha. con của tôi tôi cũng nuôi nó tôi đẻ ra nó mà thì tôi cũng, cũng nuôi biết nó như nói mà cũng vậy nhưng nó ít đẹp vậy không phải biết tôn trọng tôi chứ ít ra phải khen Sa? con tuôn tiếng chứ có đâu ủa? bà mở miệng ra bà chê tui con tôi bà nói con tôi này nọ là sao tôi không hiểu vô á là cái ông á cái mặt sừng 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 Trời vậy nè ông khó chịu khó chịu với ai nó mời mấy người tới đây nó đãi mấy người ăn chè ha ủa nó mời đàng hoàng đích như vậy làm sao ai nuốt cho nổi không nuốt nổi cũng phải ráng tự nuốt cái gì? Ông nói cái gì? Hả? Ông nói cái bây gì? Bà tính sao? mà muốn gì? Nhưng bây giờ ông tính cái gì? Ông tính muốn sao? cái gì? Tính sao thì bà cũng phải nể mặt tôi chứ. Hả? bà khen con tuôn tiếng chứ. Chưa gì à, mở miệng ra, tôi bà không nói này ông nói nọ rồi. Tôi không. Từ nãy tới giờ ông kêu tôi qua đây để ăn chè. Này, này, con ông rõ ông đó, ràng là mọi là, người ở đây. Ủa đâu mất hết trơn rồi. À, rõ rõ à, ràng là hồi nãy hả cái người chê con tôi trước á là bà đúng không à, chứ tôi có chê con gái bà tôi đâu tôi chê là tại vì cái mặt của ông á cái mặt của tôi mặt sao ông đâm đâm mặt trời ơi mời người ta đến ăn cái chè này nè mà cái mặt như vậy á ai mà dám ăn ai mà nuốt cho nổi trời ơi, xong sao rồi bày đặt á, là chê con, con, ta con tôi đúng. nữa trời, trời ơi. ơi chê con của tôi là tôi phải chê lại chứ giỡn mặt với tôi hả dạ chơi nha hả chú dạ. sư nè ăn à, dễ dễ cảm đúng đúng. ơn ngon <laughs> quá hữu tiếu Sơn cho mai với vĩnh nè à. rồi ủa cái tô này của bé bơ mà ủa vậy hả thiệt luôn trời á trời ơi những thì quên có gì sợ. đâu rồi đây 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 tô này đặc biệt của chị xuân nè chị xuân má em á làm tô đặc biệt nhiều thịt cho chị lắm để hả hai má còn ăn cho đã cảm ơn em cảm ơn gì bảy nha có gì đâu mà đây. ăn đi xuân nè đau nè, nè bớt ăn đi dạ trời hay quá dì bảy ơi sao cảm ơn dì bảy ủa hôm nay bạn trai của bà bảy không tới hả ừ hả? Cái, ờ không cái nói vậy nó bà cái gì, Rồi, gì bớ. cái gì bạn trai hả? cái con này ủa là ai vậy dì bảy. dạ Thang bạn bà. trai của bà bảy là ông mười hay là mười một gì á tại vì tôi nghe mọi người nói là dì bảy có bạn trai cái con ai vậy trúc Bảy không à thiệt luôn hả trời ơi chú mười đó chú mười bạn của bác sáu đó bởi vậy bác Sáu qua đây là đi theo rồi nè Xong rồi hả qua phụ má tôi bán hủ tiếu Cái tôi với bác bốn thất nghiệp luôn Hèn chi Dạo này hả con thấy bác bốn uh, với lại dì tám con Đi ra công viên tập thể dục suốt luôn Đúng Thì rồi do là đã có người thế giai Dành mất chỗ phụ bán của người ta rồi Ê bà nói nghe nè Tôi thấy mắc cười nha Biết gì không chú mười á Công nhận ông bản lĩnh dễ sợ Ông kiên nhẫn nữa Giọng má tôi nè Nói chuyện hả cục nào cục nấy hả Như cục đá to tổ chẳng chọi vô tay người ta chà chà chà. Vậy á Ủa chị Trúc Bà Bảy nói câu nào Là y chang như cục đá bự tổ chẳng ừ. hả Rồi chọi vô tay người ta Là sao chị Trúc Nói đi nó hỏi kìa Sao mà đứng đó <laughs> nín thinh vậy Sao tôi nói chuyện à, dục dạc vậy rồi sao Dạ Chị ờ. ư e nói đi nó ờ. hỏi kìa Nói đi ờ. kìa Nói là nói gì vô duyên ờ. Nói dạ. gì vậy máy Ủa là ờ. sao ờ, Ý là cục đá to tổ chản Rồi thì chọi âm âm Nhưng mà tự nhiên có tình yêu vô cái Nó tan chảy như một dòng sông ừ, Bàm, Trời, trời ơi cả. ghê không chị hai. <laughs> chị hai. Trên đời này có cục đá nào Mà có thể tan chảy được không Có 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 bơ có ừ. Chị chúc Mà chị chúc gặp cô em một cái ha Là kiểu gì á là là cũng có trứng để đem đi kho à không điểm về chỗ ồ okay. okay. điểm về chỗ, <laughs> về chỗ. <laughs> yeah. Yeah. ủa Sơn Ôi, đi, sao đói bụng không ăn đi mà ngồi dầm dầm hoài vậy con không muốn ăn nhưng mà em bé trong bụng nó đói á ăn đi ừ dạ con ăn liền bậy vậy chỗ nó ăn mà bậy cứ đứng nhìn chằm chằm hay sao nó dám ăn tao nhìn mày nè ừ. tao nhìn chằm chằm mày nè tại vì tía má tao xin bẩm sinh tao vậy á được không dạ được chứ được ha Đúng em ha <laughs> ủa rồi lúc bảy nói chuyện với chú mười bảy có vậy không quỷ lúc đó chắc bảy nói chuyện đấy. tình cảm gần chết anh mười ơi <laughs> anh mười ơi Mời cái này giúp bảy đi mười <laughs> ăn đi xuân ăn đi còn kịp giờ làm nữa ăn đi bơ nam à Dạ ờ, Con có biết ông Mười ông thích ăn ăn gì không vậy? Ủa Tự nhiên bảy hỏi con câu này khó trả lời quá vậy Có gì đâu khó Con nghe chú Mười kể bảy với chú Mười là chung quê Sao bảy không hỏi chú Mười mà hỏi con Ừ thì tại con ở gần bên ổng Con rành tâm lý ổng hơn còn hỏi à? thì biết sao không kỳ ổng qua đây ổng kể thì bảy mới biết là hai người cùng quê mà hồi nhỏ ổng ở đầu xóm còn bảy ở cuối xóm ừ cũng có thể bảy với ổng học chung mẫu giáo nữa đó trời ơi vậy hả bảy ừ vậy cái này người ta gọi là thanh mai trúc mã nè Bảy, thanh mai trúc mã là cỡ tụi con kìa hồi đó bảy với ổng có chút ét à thanh mai <laughs> trúc mã gì nè anh lau à, cho thôi tính tiền cho con đi dì bảy con trễ giờ làm rồi trời ơi chưa có ăn gì mà đi đâu vậy con ủa à, dạ con gửi tiền này dì bảy sao còn nguyên tô vậy xuân ờ con gọi đây nè làm. để tao thối chị đi làm mới ờ. làm trôi ờ, tính 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 tín, cho con với xuân à ủa trời ơi 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 quên nữa thằng gì đó thằng ê, nam nam quên 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 cái túi nè mấy đứa này tôi hỏi chưa trả lời trả vốn gì tôi đó nè. hỏi cô mượn thích ăn gì tự nhiên đi trơn trội trời xuân sao tự nhiên uh, xuân đi nhanh vậy ờ à tại tôi sợ trễ giờ thôi chứ không có gì à vậy hả để tôi đưa xuân đi nha xe tôi còn đậu ở ngoài đó anh nam à hả mai mốt á anh đừng có mua đồ gì cho tôi nữa nha để tôi tự lo cho tôi được rồi bộ hàng ngày mọi người gán ghép tôi với xuân nên xuân ngại hả mà người ta nói nếu mình không có chuyện gì á thì đâu cần phải ngại nếu xuân ngại á vậy có nghĩa là À, tôi có ngại gì đâu Tại vì tôi không muốn làm phiền đến anh thôi ừ, Nhưng mà tôi thích như vậy mà Tôi nói giỡn thôi Chứ mình là bạn bè với nhau Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà Tôi đã hứa với chú Bảnh là sẽ chăm sóc cho Xuân rồi Tôi nói vậy Xuân hết ngại chưa? Xuân ờ, Anh đi đâu vậy à, Tới đây đưa em đi làm Không cần đâu Em đi với anh Nam rồi Mình đi đi anh Nam Ờ. À, gì? Đi đâu đi 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 gì Nè đi đâu ạ Tôi đưa Xuân đi làm Cậu là ai Có quyền gì Tôi là chồng của Xuân Nè Ai là chồng của ai Ai là vợ của ai ờ, Em Em là mẹ của con anh Thì anh là chồng của em là đúng rồi Chứ không phải trước đây á Chính anh là người không muốn chịu trách nhiệm với đứa bé mà Đâu có đâu Anh có bao giờ anh nói câu đó bao giờ đâu Em có bao giờ nghe nói câu đó chưa Anh im lặng Tức là anh đã đồng ý rồi Đâu có Anh im lặng là anh suy nghĩ Suy nghĩ câu trả lời sao để cho em đừng có buồn Chứ em thử Em thử hỏi mọi người ở đây coi anh có bao giờ nói câu đó đâu Chưa bao giờ luôn Anh Nam Mình đi đi, trễ giờ rồi ừ, Ê, Ê, nè, Đứng lại Nè mấy người, Nè, đi bỏ tôi Phúc. vậy hả Anh Phúc, anh tính mới là đi. người nên đứng lại đó Anh tính đi theo phá người ta nữa hay gì Nè, chuyện đó của tôi Anh biết cái gì Anh mà làm như vậy Càng tổn thương chị Xuân thêm thôi Mai biết cái gì mà nói chuyện của tôi chuyện tôi là cha của con tôi không bao giờ phủ nhận được không ai dành điều đó với anh hết người ta nói có không giữ mất đừng tìm chịu đủ tổn thương thì phải rời đi thôi anh có bản lĩnh thì thay đổi bản thân mình đi lúc đó có khi chị xuân nghĩ lại đi anh vĩnh đi bơ dạ nè ơi đứng lại Ủa gì kỳ vậy Tôi thay đổi rồi mà 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 tôi thay đổi từ đâu bây giờ Có ngọt đó, thì, thì, thì chỉ người ta cách thay đổi đi Rồi tự nhiên bỏ đi Người ở trong kẹt Thích nói người ở ngoài cuộc Tầm lum hết trơn nếu như mà không phải là mấy cái bài báo đó thì mình đâu có khổ tới vậy đâu chính mày mày hại tao ra nóng nổi nè chào cô anh là ai vậy? Sao lại vô phòng tôi? Cô quên tôi nhanh quá Bảo vệ Bảo vệ đâu rồi? Bảo, N Bảo vệ <laughs> Mọi chuyện là do cô làm đúng không? Anh nói gì vậy? Tôi không có hiểu Buông tôi ra Đi xuống trại nắm chỉ có một mình cô và Mai Cô xuống cô ấy đi một mình Cô không làm thì ai làm? Tại sao anh không nghĩ tới Mai Mà lại nghĩ tới tôi Anh có bằng chứng gì Bằng chứng gì hả Cô ấy không hề biết gì Mai không biết gì cả Nếu như cô ấy biết Thì đã gặp tôi chắc chắn tôi rồi Tôi không ngờ Cô quá nhâm hiểm mượn tay người khác để hãm hại tôi hả đây là chỗ làm việc của tôi anh mà còn làm loạn nữa thì tôi không có để yên cho anh đâu buông tôi ra tôi nói đúng tôi không còn gì để mất cả tôi không có gì phải sợ người à... phải sợ là cô kìa tôi đã quyết tâm tới tận đây không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu buông tôi ra tất cả là từ bản thân anh hại anh nếu như mà anh không tham lam Thì không có xảy ra những chuyện như thế này Ngủ đi à. Trước tới giờ Tôi chưa bao giờ đối sự tệ với cô Không ngờ Cô quá thủ đoạn và thấm độc Buồn tôi, tôi ra. biết, Bây giờ cho dù hôm nay tôi có thân bại danh liệt đi nữa Nếu cô chết Thì chết chúng à, Cứu Cái tôi với giới... Anh Phúc Chết bước... đi Anh Phúc mà. à Anh ra À, à. xuân à đau bụng quá xuân anh phúc anh buông em ra đi ủa anh bị mất trí rồi hả ủa chứ không phải em bị đau hả nếu em không làm như vậy á thì anh giết người ta rồi đó ai đó mà bây giờ anh mới ra nông nổi đây? Nó là một người dám hiểm Người tham độc Nó hại anh đủ điều Bây giờ đây nó lại thảnh thơi sung sướng vào giờ ghế của anh nữa Anh im đi Anh chỉ biết làm như vậy thôi hả Bây giờ anh có bắt Minh Anh trả giá Thì những gì anh mất Anh có tìm lại được hay không Hay là khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn hả Bây giờ nó anh nó phải làm sao đây Công việc, bạn bè, mối quan hệ Tất cả mọi thứ anh đều không còn anh mất hết rồi Mọi người ai cũng nói sau lưng anh Cứ nói anh là bất tài vô dụng sống trong nhung lụa chỉ biết dựa vào tài sản của gia đình rồi sỉ dọc xe lưng anh em em nói đi bây giờ anh phải làm sao đây em có hiểu được cái cảm giác mà rơi xuống đáy giật nhanh đấy hay không em rất hiểu rất rõ là đằng khác bởi vì em quá yêu anh nên em mới dốc lòng làm tất cả mọi thứ em em lúc nào cũng tự an của bản thân của mình anh... chỉ cần em nỗ lực em cố gắng em làm hết sức thì anh sẽ yêu em nhưng mà em đã lầm bởi vì những điều mà em em tin là tình cảm của em có thể thay đổi được anh anh nhưng em đã lầm anh không hề thay đổi xuân à xuân tha lỗi cho anh thông cảm cho anh đi mà anh hứa là từ bây giờ trở đi anh sẽ thay đổi về em anh. anh sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu bỏ qua cho anh đi mà xuân anh buông em ra đi anh đừng tốn thêm công sức và thời gian nữa và cũng đừng bao giờ làm những việc tồi tệ để mọi chuyện đi quá xa điều anh cần làm bây giờ là dành thời gian để thay đổi bản thân của mình đi sống xứng đáng với những gì mà anh đang có anh còn gia đình anh còn tương lai còn chuyện của em và anh nó đã chấm dứt nhưng mà không thể đặt dấu chấm hết cho tương lai của anh như vậy trời 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 dính ở trong nhà có phòng để ngủ Sao ông ngủ ngủ Tiếng. qua đây vậy à. trời ủa. ơi à. trời ủa trời không, hả? ông ơi ông ơi làm ơn ông đem cái bàn này ông trả cho bà bảy để để mai bà bán mai mà bà, bà 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 cái bàn này hư bà chửi chết luôn á trời ơi tía ơi tía lo cái gì không biết nữa con mượn gì bảy rồi hả con mượn gì bảy rồi vì Bảy đâu có khó tính dữ gì đâu mà thí lo Sao ở trong nhà học không chịu học mà lại ra ngoài này ngồi hứng xương vậy Không phải Bữa giờ quá trời công chuyện nè Nào là chuyện ở cửa hàng Rồi chuyện mấy cái tấn chuối Con phải lo con làm cho nó xong Rồi con cứ sợ con lu cu lu cu Con vừa làm vừa này nọ Trong đó sao tiếng ngủ được Thì thôi ra đây làm đi cho tiếng ngủ cho nó ngon giấc Chứ có gì đâu dễ mà Giờ mày biết mấy giờ chưa tao đã ngủ rồi giật mình không không thấy mày đâu hết á trời đất ơi gần sáng luôn rồi vô này chắc vô trong nhà con tắm rửa rồi con thay đồ đi làm luôn quá thôi 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 khoan 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 dạ? được rồi để yên để yên đi Vậy tí coi thì con gọn gọn lại thôi cho tí hỏi nè Vì, gì gì mà tí tí nghiêm trọng dữ vậy dạ giờ chuyện cửa hàng con á coi như xong rồi đó con có tính tới cái chuyện mà con khởi nghiệp không thì lâu lâu con cũng có nghĩ tới nhưng mà con thấy khả năng mình không có tí ơi, mình không có khả năng, tài cán cũng không có, học thức thì cũng chưa tới đâu tới đâu, sao mình làm được mấy cái đó, cán đáng nổi đâu? Ai mà không vậy chứ? Giờ tí hỏi nè, ai là người nghĩ ra cái cách là, là tặng quà khuyến mãi, không? để tạo lại sự tin tưởng cho 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 khách hàng? Rồi á, ai là người đưa ra cái giải pháp để mà xử lý năm cái tấn chuối? thì là con ai mà nảy ra cái sáng kiến mà chế biến mấy cái sản phẩm đó không rồi bữa nay ai chạy tới chạy lui để lo cái đầu ra cho sản phẩm ai vợ dạ, thì cũng là con nói tiếng có thể con đang nghi ngờ cái năng lực của mình nhưng mà người ta lại khác sếp của con rồi những cái đối tác của con á người ta lại khác rồi. họ có tầm nhìn nè không họ có kinh nghiệm nè đâu đó người ta rõ ràng hẳn hoi Đâu phải tự nhiên mà người ta muốn làm ăn với con đâu Trước tiên là người ta phải nhìn con nè ta thấy con có một cái gì đó Có một cái giá trị riêng trong mắt họ Bây giờ tôi nói vậy nè Một là, là con tập trung Thấy không Cái vụ mà chế biến nông sản để tìm cái đầu ra của sản phẩm cho bà con mình Hai là con tiếp tục làm ở cửa hàng Nhưng mà phải cố gắng phát triển lên thấy không Tìm một vị trí tốt hơn Tính chuyên nghiệp nó cao hơn ừ. Suy nghĩ đi dù cho con chọn lựa một cái cái phương án nào thì trong đó nó cũng có cái thuận lợi và cái khó khăn nhưng mà con yên tâm dù cho con đi trên con đường nào tía hứa với con là tía lúc nào cũng sát cánh bên con con cảm ơn tía chuyện đó để cho con suy nghĩ kỹ hơn nha ừ nè dạ qua giờ con mai nó có nói chuyện gì với con không dạ không thì Mai vẫn nói chuyện với con bình thường à Mà sao tiếp Rồi Dì Vì... Có thái độ gì bất thường với con không Dạ không Dì Tám cũng vui vẻ nói chuyện với con bình thường lắm Ủa Sao tiếp hỏi vậy Trời đất ơi Thôi nghe Thế đừng có gây chuyện nhiều với dì Tám nghe Làm dì Tám giận rồi phải không Thôi đừng gì chuyện nữa Thôi 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 Dẹp đi Thay độ tắm rửa rồi, rồi xúc miệng rửa mặt đi rồi đi làm trễ giờ rồi đó dạ con biết rồi tí thấy cái này cứ để đây con ra con dọn nghe tí đừng có dọn dẹp đó nghe rồi, rồi, ông vô đi tôi dẹp dùng cho cả đặng sáng mai bà về bảy ba bán sáng mà gì sáng vô rồi nè vô tắm rửa đi dạ trời ơi ở gần chỗ mình có nguyên xe hủ tiếu mì quá trời ngon không chịu ăn kéo nhau qua đây không biết có gì ngon hơn không ờ thì uh, cũng tại anh cha mười này nè trời Sao? đất ơi ông nói á ở đây là có cái quán hủ tiếu ngon hết sảy luôn hả rồi trong à, khi á hả? tôi phải lết qua đây tôi ăn ăn xong á trời đất ơi quán hủ tiếu nào cũng giống quán hủ tiếu nào thôi như nhau thôi làm gì mà nói ngon hết sảy <laughs> hết sảy là nhờ có bà bảy <laughs> À. <cười> hiểu hiểu <laughs> hết sĩ ở chỗ đó đó gió gì ở đâu vậy trời ơi phá tôi hoài à thiệt tình á giống nhau thấy mồ à chỗ nào tôi nghe đó lát phải thổi lại tu nó dở hòa ờ vậy đi à, giờ giờ kêu 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 gì đi à, 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 kêu gì đi à, 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 ăn gì ăn gì ăn gì à, mấy đại ca tô hủ tiếu thôi đơn giản hủ ừ. tiếu à, hủ, à, hủ, 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 hủ tiếu hủ tiếu hủ tiếu nạc hủ tiếu nạc nghe hủ tiếu nạc đúng không còn đại cái này ăn gì Nạc luôn nát luôn ha ờ. còn anh cho chút thịt bầm thịt bầm hả ừ có cũng được không có cũng được không Ở sao đây bà không bán thịt bầm ba tôi như <laughs> chủ nè <này>. ừ, trời <laughs> ơi Ê Rồi, nó qua qua nó qua nó qua nó qua hết sĩ là chỗ này nè trời đã vậy ta được ừ, được ha cha thấy cũng được đó nghe ừ. nè à, cảm ơn anh cũng ngồi à, chơi luôn nè. đi thôi được rồi ngồi chơi hồi cũng tính tiền ờ, <cười> <cười> rồi nè anh nghĩ tay chút xíu đi để, để tôi làm cho tôi làm được hết đó tôi để tôi làm đi làm ăn lương đó biết rồi để tôi làm cho mấy cái chuyện này nó nhỏ xíu để tôi làm cho nghĩ đi làm cho được ăn à, đi à, được rồi trộn đi trộn đi trời ơi ngon lắm ăn đi mấy anh ờ à, À, bà à, à... hai đâu bà hai hả ừ. bà đi chợ rồi nè, vậy hả tôi mà ăn đi mà hỏi 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 gì ủa cái ủa, này ủa, đâu phải của tôi cái tô này của ông mười ông mười vậy lại ăn đi ông nội cái đó à, là công chuyện của tôi à, à, à. ăn đi có ớt, này, ớt nè có ớt tôi ăn đi ông Còn à. nóng này ăn đi rồi bây giờ mấy anh em ngồi ăn nghe à. xin phép mấy anh em à, tôi ra làm sao tôi rửa tô nghe để tôi làm cho để tôi làm cho để tôi làm cho mà tôi làm được thôi mà Tôi làm được. Cái nồi này sao Ghê ha. Quá trời quá đất rồi, dính cái này tôi làm cho. nữa. <laughs> rồi ông với bà giờ sao rồi? Thì à, mới đầu á tôi cũng thấy đơn giản thôi Nhưng mà bây giờ tôi thấy nó làm sao sao đâu á à, Mặc kệ cũng ngộ Tôi mất trí nhớ bao nhiêu năm rồi Thì lúc đó tôi cũng thầm mong là Có người thân đi tìm tới mình Nhưng mà tới cái lúc trùng phùng nhau rồi Tôi thấy không có giống cái lúc tưởng tượng À mà nói vậy cũng không có đúng nữa Mừng thì cũng có mừng Nhưng mà tôi thấy nó lạ lạ sao đâu Người ta xa nhau có mấy tháng thôi Mà đã thấy xa lạ rồi Trời ơi, đằng này vợ chồng ông xa nhau biết bao nhiêu năm Không lạ mới là lạ đó Tôi chỉ lo bà hai với lại con Xuân thôi Hồi đó giờ, chờ đợi bao nhiêu năm rồi Bao nhiêu hy vọng, rồi lại thất vọng Giờ mà gặp lại rồi Mà tôi không có đáp ứng được kỳ vọng của ai hết trơn Đã vậy, hai người đó còn phải lo lắng cho tôi nữa bởi vì tôi bệnh tật mất trí như vậy nè Tôi muốn bù đắp yêu thương cho bà với lại con Xuân lắm Mà đối diện thì tôi cũng không biết làm sao Tôi dụng về tôi không biết làm sao mà nói Tôi nghĩ chuyện này cũng phải từ từ anh à Nè thấy chưa dạ. À? Đó. Nè thấy chưa nè. Nè, bữa giờ mọi người có coi tin tức không? Có, có. Đó, báo chí bây giờ đang khen cửa hàng của mình lắm nha. Ừ. Toàn là những cái lời khen tích cực không? Nào ừ. là có thiện chí nè, biết tiếp thu ý kiến của dư luận nè. Đó. Ê ê, ê. cô báo nói, đây là cái ca xử lý truyền thông vô cùng hiệu quả. Thấy chưa? Vậy là yên tâm rồi. Trời ơi, em còn thấy hả? Đánh giá toàn là 4 năm sao không ạ? À? coi như là bước đầu mình khắc phục hậu quả thành công rồi anh ha tôi <laughs> à, nữa nha tôi cũng đăng lên trang cá nhân quảng cáo cho cửa hàng mình đó à, sếp vô đây sếp sếp, sếp. cô báo nói là sếp vô à, kì. dạ chào sếp ừ. dạ chào sếp dạ sếp Đồng Dạ. đủ chưa dạ dạ, dạ. dạ mọi người ngồi đi dạ sếp lần này cậu làm rất là tốt dạ nhờ những hiệu quả cụ thể và những phản ứng tích cực mà cấp trên đã quyết định quý quyết định giải thể cửa hàng của chúng ta chưa đâu cấp trên còn quyết định trích ngân sách hỗ trợ cho chúng ta thực hiện kế hoạch này tất cả là nhờ công sức của vĩnh đó dạ dạ cảm ơn sếp nhưng mà thiệt ra là nhờ tất cả mọi người á yêu thương với lại hỗ trợ em rất là nhiều cho nên mới có thành công này chứ một mình em làm không được đâu <laughs> cảm ơn các bạn và hôm nay tôi cũng xin gửi đến các anh chị một thông báo rất quan trọng kể từ hôm nay minh anh sẽ chính thức thôi việc Ủa? Ủa hả? Thôi Ủa? gì hả? Sao, sao, vậy? Vậy? sao vậy? Sao vậy? Vị trí của Minh Anh kể từ hôm nay sẽ do Mai đảm nhiệm ừ. Thôi sếp, tại sao tôi bị đuổi việc mà không có lý do và không được báo trước? Vì vấn đề này tế nhị, nếu thắc mắc gì thì cô có thể gặp tôi sau Còn ở đây, tôi chỉ được phép nói là Cô đã có một số bằng chứng cho thấy cô là người có liên quan trực tiếp tới sự cố gì rồi và cô cũng chính là người cung cấp hình ảnh cho báo chí khiến cho hệ thống của chúng ta bị thiệt hại trầm trọng thì ra đây là chùm cuối á hả thì ra tôi là hồ. vậy tôi hiểu rồi tôi không có gì để giải thích hết Tôi thành thật xin lỗi mọi người và cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi trong công việc. Tôi xin lỗi và xin phép. Trời nhìn tội quá. Mà thôi kệ đi. À, còn câu dính. Tiến độ của việc đưa các sản phẩm chế biến xa thu hoạch vào trong cửa hàng như thế nào rồi? À, dạ tụi em đang bắt đầu đưa các sản phẩm chế biến đó ra ngoài thị trường và cũng đã nhận được những phản ứng rất tích cực từ khách hàng rồi ạ dạ tụi em cũng đã lên ý tưởng cho việc quảng bá sản phẩm mình sẽ lồng ghép câu chuyện về sản vật của địa phương cùng với khai thác khía cạnh cảm xúc để lan tỏa tinh hoa làng nghề ạ tôi cần bản kế hoạch Cô viết ngay và gửi cho tôi nhé. Dạ sếp Tôi sẽ xúc tiến với bộ phận marketing Phối hợp với các bạn để thực hiện Dạ Tôi tin chắc Ý tưởng đồng hành cùng bà con Trong việc giao thương Tìm đầu ra cho sản phẩm Sẽ được khách hàng đón nhận Thôi Không có việc gì nữa thì Cuộc họp đến đây chấm dứt dạ. dạ Dạ cảm ơn sếp Các bạn nghỉ nha Dạ Dạ, dạ. Ừ. dạ, dạ chào sếp <laughs> Hello Anh Nam hả ê hey, Mang giày mẫu tới cửa hàng tôi liền nha Ừ Ok ok tên 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 ừ uhm, ghê chưa đây đây là thành quả của cả xóm mình uhm. phải cãi nhau dữ lắm mới ra được như vậy đó ừ ừ ừ phải công nhận nha xóm trọ mình ta ngày càng ngày càng cao nha nhìn thì bắt mắt ăn lại ngon miệng nữa đỡ ghê cái này là trong nạn năm tấn chuối uhm. nhờ vậy mà mình suy nghĩ ra được 10 loại sản phẩm được chế biến từ chuối ừ ngon quá tôi nghe nói ừ. là cửa hàng của mình đang đà phát triển dữ lắm phải không chúc ừ. mừng hai người nha <laughs> chưa đâu vẫn còn phải làm nhiều lắm ừ. ừ phải nhờ mọi người nhiều lắm ừ ngon quá à ngon quá ừ. Hả ê kiếm ai vậy à thì uh, tôi thấy xuân không có đi ăn cùng với mọi người á không biết là cổ ăn cái gì chưa ờ thì uh, xuân đâu rồi anh vĩnh ờ à, xuân uh, nó đi ăn với chú sáu bảnh rồi à, à. sao vậy bộ kiếm nó có chuyện gì hả à không ờ à, thì uh, tôi có một chút đồ gửi cho xuân thôi à, à ờ <laughs> tôi biết muốn gửi cái gì cho xuân luôn á <laughs> muốn gửi trái tim cho xuân chứ gì <laughs> sao biết hay vậy tôi hay gửi cho bà này mà Tại <laughs> bả cũng ừ. Ừ, ngon quá ừ ăn có ừ. ừ. mãi đi ừ ngon Ừ, dạ. Dạ sếp. Sếp thấy sao ạ? À? Hương vị sao sếp? Ngon lắm. Nhưng tôi cần phải biết, sơ qua cái quy trình sản xuất trước khi tôi quyết định đầu tư. Dạ. Cậu định sắp xếp cho tôi khi nào? Dạ. Nếu mà sếp thích vậy thì tốt cho tụi em quá. Nhưng mà sếp cho tụi em thời gian để chuẩn bị nha. Để tụi em về báo lại cho bà con. Để bà con chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp sếp. Cậu ráng sắp xếp nha. Rồi không có nhiều thời gian đâu. Dạ, dạ 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 tôi lấy luôn bịch này nha dạ <laughs> ở đây, ở đây. em nghe câu ở lấy quá. luôn cái bịch này đúng không ừ. yeah. 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 trời ơi đi ra bán hàng đi sao vô đây hết trơn vậy à, đi ra, đi ơi dạ à. <laughs> mọi người ơi tập hợp tập hợp bảy 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 ơi bảy mọi ơi. người, mọi người ơi mấy đứa ơi dẫn cho cái. tập hợp nè dạ, dạ có chuyện khẩn cấp có chuyện khẩn cấp đi tập chuyện hợp gì? đi ra đây ra đây tụi bay ờ, ơi ra, ra, ra đây ủa chuyện, ngồi sao ngồi sao? Đi. Sao? chuyện gì vậy sao chuyện gì để gọi chuyện gì mọi người nghe rồi mọi người giúp con giải quyết với ngồi con ngồi ngồi đi dạ rồi ngồi đi anh nói chuyện gì bây giờ cái chuyện nó sẽ là như vậy nè Được không bảy? Đó bây giờ chuyện nó vậy đó, mọi Trời người thấy ơi. sao? Trời ơi, nãy giờ nó nói là chuyện ngày mai sắp tổng tới rồi. Sao không chịu nói sớm để tôi mai đồ đẹp tôi mặc, tôi chào đón sếp Trời tổng. Dạ. Bây giờ nó gấp quá làm sao mai kịp? Ê mà khoan, sếp tổng dạy trẻ có gia đình chưa cuốn. Bảy ơi, <laughs> gì? tới giờ mà. Trời ơi, bây giờ quan trọng là cái sớm mình không có cơ sở, mất điểm với người ta. Chúng 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 ta còn có một kế hoạch. Đúng. Kế hoạch sao? Chúng ta còn có một kế hoạch để uh, tiếp đón sếp tổng. Đàng hoàng phải đúng, không? Đúng rồi Mày bình tĩnh con Mày nhìn cái mặt thằng này tôi biết Nó không đón xếp tổng Chắc nó làm một cái hoạch không có bình thường đâu ha Bất bình thường á Phải không? Ý mày vậy phải không? Đúng đúng đúng, đúng rồi đó Tao biết Ủa khoan khoan đó ờ, Cái hoạch bất, bất bình, bình, bình thường, thường của em là sao? Ừ rồi tôi cái hoạch sao? Ý mày là sao? Là Là em sẽ tổ chức một buổi tham quan đầy thú vị Rồi chúng ta sẽ có một nơi sản xuất Có một không hai Ủa ừ, sao? ý nó nói là nó sẽ tổ chức một cái buổi tham quan khi sếp tổng tới đây á yeah. để sếp tổng coi rồi cái cho mình một cái cơ sở tụi bay tin nổi không làm được không em được không vậy nghe nói bề thế quá yeah. vậy anh sẽ tin em tao tin mày chị tin cưng tao không có tin được <laughs> 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 tin em chị sẽ tin em <laughs> em làm được vậy <laughs> yeah. làm được lên <laughs> yeah. Uh, dạ cái chuyện là tụi em um, có một kế hoạch cụ thể á nói chung là ủa uh, uh ừ. nói chung là nguồn nguyên liệu sạch nguồn nguyên liệu sạch đáp ứng đầy đủ ừ. các tiêu chuẩn an toàn dạ nói chung là tụi em um, có một cái nguồn nguyên em 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 đừng có làm vậy <laughs> em đừng có nhìn okay. anh ok rồi anh nói lại đi uh, dạ dạ tụi em có um, một cái nguồn nguyên liệu rất là sạch và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn và bên cạnh đó thì có rất là nhiều ừ, gì vậy gì? nhiều cái gì đó cái cái gì chế biến á thôi em đừng vậy mà thôi mà sao tình tới gà giờ... luôn đó. <laughs> ở nhà anh thuộc lắm mà sao tự nhiên vô đây cái anh bị hồi hộp hả anh à, đâu biết đâu tự nhiên tới đây cứ nói hồi hộp mình đâu có đúng gì đâu đâu có đâu có đúng gì đâu không có thôi ngồi xuống đi ngồi xuống đây ngồi xuống đây đi học lại mới được vậy có cần em đỡ không không anh lo được không sao được ha em tin là anh sẽ làm được mà cố lên dạ ừ. Ừ. <laughs> <Yeah. cười> Ủa sao nó rung vậy Ủa anh bị gì vậy Không biết nữa Hả? Cái bạn này không ấy đổ ly với đổ chén à. qua đây đi Sao tự nhiên cái Em coi nè nha Anh à, đụng Hả? Nó Ủa sao kỳ vậy Ủa, Ủa cái này cũng bị luôn nè Chết <laughs> à. cha Thôi về em ơi Chết Ủa, Ủa chắc vậy anh đúng ừ? Biết người ta hồi hộp Cũng chọc người ta đúng hoài đó. Thôi kìa Thôi có gì lấy em đỡ giùm cho Hả em hay quá ha sao anh thấy em bình tĩnh quá vậy không được anh là đàn ông mà anh phải mạnh mẽ lên yên tâm okay. anh làm được okay. ừ. nè sắp tới rồi à. À, tới rồi kìa à. À, dạ à. chị trên phải không chào không? em tụi em là vĩnh và mai đúng không dạ, dạ đúng, đúng rồi. rồi dạ em là Mãi và vinh à, hả à, dạ không phải em là vĩnh còn đây là mai dạ tụi em đại diện cho bà con ờ và à, 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 dạ, cung cấp à, các sản phẩm từ à, trái cây tươi đó chị anh tự tin lắm dạ tụi em có nói chuyện sơ sơ với chị trước rồi đó à dạ em mời chị ngồi à. à, ạ dạ. dạ cảm dạ. ơn Em ơi ờ, rồi, dùng Em anh. lên rượu đi Dạ ờ, Chào hai đứa Chị tên là Trinh ừ. Chị đến từ công ty Chuyên về bánh kẹo Thực phẩm Ở chợ lớn Cảm ơn em Cảm ơn em, Cảm ơn em. Dạ Tụi em Cũng biết rồi ờ. Tụi em tụi em rất là hân hạnh được hợp tác với chị dạ ừ. chị nghe nói các em muốn phát triển các loại sản phẩm từ trái cây đúng không dạ. dạ đúng tụi em đã có những sản phẩm gì rồi à dạ bây giờ bên tụi em đã có hơn 10 sản phẩm rồi chị ừ. tất cả đều được làm từ chuối hết ừ. như là cơm chuối nè bánh kẹo chuối nè ừ. rồi bánh trăng chuối nè bánh bông lan chuối nè nói chung là rất nhiều sản phẩm đó chị dạ các sản phẩm của tụi em á cam đoan với chị luôn á là được sản xuất từ một nguồn ừ. nguyên liệu rất là sạch chị cứ yên tâm Dạ, <laughs> mục tiêu sắp tới của tụi em á là mong muốn đưa các sản phẩm mang hương vị truyền thống của quê ừ. nhà phân phối toàn quốc và phát triển hơn nữa là xuất khẩu ra nước ngoài ạ. À. Ừ. Ý tưởng của tụi em rất là hay. Lúc đầu chỉ trao đổi qua điện thoại á thì chị vẫn còn nghi ngờ, nhưng mà hôm nay khi nghe trình bày trực tiếp á chị có niềm tin rất lớn á là mọi chuyện sẽ thuận lợi, là sẽ có một thành tựu lớn. Dạ, cảm ơn chị. <laughs> hôm nay á, công ty chị cũng có một dòng sản phẩm mới ra mắt thị trường Hiện nay á, thì sản phẩm của tụi em rất là phù hợp với lại định hướng của công ty chị Dạ ừ, Giờ chị tính vậy, chị sẽ đặt mua cho tụi em thành nhiều đợt Thì đợt đầu, chị sẽ lấy mỗi loại sản phẩm là 1.000 kg Vậy tương đương với lại là 10 loại Thì vậy chi là 10.000 kg Tụi em nhắm có làm kịp không? Ừ, dạ uh, kịp ki... Dạ ừ. 10.000 kg Sao? Dạ Chị sợ là tụi em mới khởi nghiệp á, thì là sẽ không có quy động đủ nhân sự. À, dạ không ạ. À. Hiện tại thì nguồn nguyên liệu và cả nhân sự của bên em đều nắm hết tất cả công thức rồi. Ừ. Chị chỉ cần nói ngày giao thôi, tụi em sẽ giao đúng thời gian cho chị ạ. À. Ừ. Ừ. À, Vậy thì tốt. Dạ. <laughs> em hết hồi hộp chưa? À, dạ. <cười> <cười> dạ, hết rồi chị. <laughs> nhìn tụi em á y như hồi xưa của chị á lúc mà chị mới khởi nghiệp là mất ăn mất ngủ lo lắng lắm kìa cứ nhưng mà bây giờ nghĩ lại á mình phải biết sợ biết lo để chi để mà biết cái trọng trách của mình như thế nào để mình có thể hoàn thành cái trọng trách của mình một cách tốt nhất dạ như tụi em á thì còn trẻ tương lai á thì dài thì tụi em chỉ cần có đam mê và nghị lực chắc chắn tụi em sẽ thành công dạ tụi em cảm ơn chị rất là nhiều rồi hôm nay ngồi nói chuyện được chị dạy nhiều thứ hay quá trời quá đất luôn á à, à mà nghe chị hỏi nè là hai đứa hoạt động trên danh nghĩa là cá nhân hay là công ty à dạ cái này á dạ em thú thiệt với chị là tụi em chưa có công ty cái này tụi em chỉ mới là cơ sở sản xuất thôi ừ. tại à, em thấy bà con cực khổ quá cho nên à, cũng muốn tìm nguồn ra sản phẩm cho bà con ừ. á dạ chị hiểu nhưng mà chị khuyên tụi em á là nên nên thành lập một công ty để đại diện thứ nhất là mình có thương hiệu riêng thứ hai á là mình sẽ tạo được một niềm tin đối với đối tác dễ dàng hơn là trên danh nghĩa cá nhân dạ em hiểu rồi ừ. em sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này cảm ơn chị nhiều dạ cảm ơn chị nhiều <laughs> bàn chuyện nãy giờ chắc đói rồi hen <laughs> dạ quá đói luôn mình gọi đồ ăn đi ha dạ dạ phục vụ ơi dạ dạ kính thưa bà con, hôm nay tôi xuống uh, thăm cái làng nghề truyền thống của mình. làng nghề truyền thống luôn nghe. tôi uh, uh, rất là xúc động khi uh, giữa cái thành phố ồn ào náo nhiệt này mà một cái làng nghề truyền thống vẫn còn giữ nguyên nét đẹp. À, nhân đây, uh, tôi Chai cũng này, xin uh, công bố với bà con một việc rất quan trọng để phát triển làng nghề của mình, uh, thì uh, chắc là các tạo điều kiện cho bà con có một cái chỗ uh, làm việc tốt nhất thoải mái nhất chúng tôi sẽ đầu tư một cái nhà máy <cười> <Wow>. <cười> <cười> thành công rồi thành công rồi <laughs> <laughs> <Thấy quá, không? cười> yeah. dạ cảm ơn sếp rất nhiều dạ em cảm ơn sếp dạ <laughs> thầy vậy, tốt lắm ấy. dạ tốt, tốt lắm em mới muốn cái này biết luôn rồi chúc mừng sự hợp tác của chúng ta à, cũng cảm ơn anh rất nhiều chắc là tôi cũng phải nhờ các anh chị lớn tuổi ở trong xóm nha để còn hướng dẫn cho con cháu dạ. phát triển những gì là hương vị của quê hương mình dạ 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 dạ, dạ dạ tôi tới liền dạ, dạ 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 cảm ơn anh dạ dạ cô thông báo sắp tới mình sẽ có một đơn hàng kỳ này là sớm trọ nhà mình ăn tết lớn yeah! Ừ. Điệt Điệt quá. Thiệt quá Tối nay là đi gặp khách hàng luôn hả? Thiệt ừ. hả? Ừ, em đi với anh nha Dĩ nhiên rồi giả yeah. <laughs> <laughs> vậy Trời ơi, vui quá đi đi <rồi>. đưa cho ba 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 đưa rượu cho con con muốn sống như vậy tới chừng nào nữa hả phúc con không thiết tha gì như, như lúc trước nữa con không muốn cố gắng nữa phúc à con hãy tỉnh táo lại đi con con suy nghĩ đi con còn bỏ bê chính mình thì còn ai cứu con nữa hả phúc con không cần ai thương hai con con không cần ai thương hại hết phúc con điên rồi phải không con ăn nói với ba như vậy phải không phải không con muốn chết con muốn chết và đánh con đi thì ra <laughs> thì ra con muốn chết chết để kết thúc tất cả đúng không con <laughs> được rồi Đi 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 chết cho bà Đi chết cho bà Đi Bà muốn ra Con không muốn liên lụy ai hết Bà đừng quan tâm tới con nữa Con không đáng để cho bà lo lắng như vậy đâu Phúc à Ba là ba của con Ba không lo cho con thì ba lo cho ai Ba không muốn nhìn thấy con suốt ngày cứ sai xỉn sống không tương lai sống không có mục đích ba sẽ chết chung với con đi đi với ba đi chết đi chết với ba nè ba ơi là ba trước đây con có tưởng đâu á Ủa cho thật sai là sẽ quên hết cái mớ hỗn độn trong cuộc đời này bây giờ là thứ duy nhất để con bám víu vô nhưng mà không có tác dụng không mệt mỏi quá rồi ba ơi không có men rượu nào giúp con quên đi những chuyện con muốn quên đâu chỉ trừ khi bản thân con dũng cảm đối diện với nó mà con tìm cách bước qua thì lúc bấy giờ con có thể quên đi những chuyện sai lầm con lũ sâu quá rồi. Con không còn cơ hội để thay đổi được nữa đâu ba. Con. Con chứ sao không? Còn con của con Phúc và Không có chuyện gì là không thể. Chỉ trừ khi bản thân con không muốn thôi. Con của con hả? con của con hả ba giờ con đã là cha của một đứa trẻ con không thể nào chỉ sống cho bản thân mình phúc ba muốn nói với con bằng sự trải nghiệm của một người đã từng làm cha là con người Không có ai hoàn hảo hết đâu con Ai cũng có những sai lầm của tuổi trẻ Dù cho con có thất bại Con có bần hèn như thế nào đi nữa Thì con của con Nó sẽ là động lực Để cho con trưởng thành hơn Nếu như con buông trôi nó sẽ trở thành một đứa trẻ không cha rồi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn mà cái điều đó không ai muốn cả con à con sẽ đáng làm cha hả ba con đừng có cái suy nghĩ tiêu cực như là một cái cách để trốn tránh trách nhiệm của mình phúc à ngày hôm nay con say rồi ngày mai con say nữa nhưng con không thể nào say xỉn suốt cả cuộc đời của con được phúc à cả cuộc đời của ba nè khi mẹ con mất ba phải vừa làm cha vừa làm mẹ trong một cái gia đình khuyết một gia đình không trọn vẹn dù ba phải khổ cực chịu bao nhiêu điều tiếng thì ba cũng không bao giờ muốn con sẽ trở thành một cái sản phẩm tội lỗi trong cuộc đời của ba ba con xin lỗi ba không người con cần xin lỗi đó là bản thân của con là con của con chứ không phải ba đâu phúc mà những thành công về tiền tài danh vọng hay địa vị thì con nên hiểu rằng tất cả những thứ đó chỉ là phù phiếm thôi con biết không con nên nhớ chỉ có con cái là thành công lớn nhất của người làm cha làm mẹ 妈，告诉老黑妈妈。 ngày hôm nay chỉ một ngày duy nhất thôi mà mày vô dạ đây kẹo chuối kẹo chuối kẹo chuối kẹo chuối kẹo chuối kẹo chuối thử cho mấy chị coi luôn người mẫu ăn thử cho mấy chị coi luôn kẹo chuối 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 đây mọi người ơi cái mẫu kẹo chuối mới của tụi em á nha mọi Đó, người nè hả? mấy lớp luôn lớp Đúng ngoài rồi. ăn giòn giòn ở ở trong ngon lắm ngon lắm mọi người ủng hộ nha rồi bấm vô giỏ hai bên dưới giùm em luôn nè hết sảy luôn đây cái giỏ ừ, hàng bên dưới ừ, nè mấy anh chị bấm vô đây cho em nè bấm vô giỏ hàng bên dưới cho em nha số lượng có ừ, hạn nha số lượng có hạn nha mỗi người một túi kẹo kẹo chuối kẹo chuối kẹo chuối ngon lắm nè 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 chị chúc hai đúng chị chúc là số 1 chị hai lắm luôn chị chúc là số còn một đơn cuối cùng một trăm hai một đơn cuối cùng đơn cuối thôi hả cuối hết Ừ, sếp em cảm ơn nha. Ừ. em Bây giờ yeah. em em xuống lại yeah. em lên đơn gì vậy yeah. yeah. nha. cảm ơn mọi người nhiều cảm ơn. bye 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 bye, 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 bye. mọi người. được bao nhiêu đơn rồi? Ê, đếm coi đi. được bao nhiêu đơn? một trăm hai mươi hai đơn. vậy là mình sắp vào đúng không mọi người? em cần vào để làm gì? ôi con bé này công nhận nó là anh dễ đó, sợ luôn ha trời ơi mà dạo chi dạ em có ước mơ là em sẽ tạo ra một ngôi trường thật là lớn thật là to để dành riêng ừ. cho những người thiếu cha thiếu mẹ như em vậy đó trời để sau này Đấy, mọi à. người sẽ không còn gọi em là một cô nữa nè trời trời ơi, thương ơi. quá à thương quá à nghe nói nè mọi người nói vậy là mọi người đang ghen tị với em đó biết không tại vì á em không có cha không có mẹ nhưng mà được rất nhiều người yêu thương trong khi đó có rất nhiều bạn, có đủ cha mẹ. Nhưng mà không được như vậy. Hiểu không? Đừng quan tâm ai nói gì hết. Dạ. Yeah. Em hiểu không? Nha. Uh, bây giờ cả nhà mình chơi một trò chơi đi. Trời chơi gì? một trò chơi, trò chơi trò chơi nha. Ờ, chơi gì? chung với bé Bơ ha. Bây giờ ừ. từ đây nè. Đó, bé Bơ thấy cái cây bên kia không? Dạ thấy. Đó, cái đó kìa. Bây giờ mình sẽ thi đua. Xem ai lại cái cây đó trước. Trong đúng 10 giây, được không? Đúng 10 giây là sẽ có quà ok Ủa, quà Trời ơi, quà. quà. gì? Dữ dội lắm Đầu tiên hỏi bé bầu trước nè Bé bầu muốn quà gì? <laughs> dạ là em muốn bộ búp bê Barbie wow. 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 wow, Búp bê Barbie Rồi, rồi, chuẩn bị rồi à, nha Búp à. bê Barbie đó nha Chuẩn à. uhm. bị nha, chuẩn bị nha Rồi, 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 qua đây, qua đây Rồi, tôi đứng đây nha Đó, cái cạnh Trời ơi, bà đứng trên cái ghế làm cái gì? Bà chạy qua đó đi Chuẩn bị nha 3, 2, 1 Bớt, 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 bớt

Bao nhiêu giây không phải là vấn đề quan trọng Bây giờ mấy anh chị ai cũng đụng cái cây đó trước hết Còn mấy bơ thì lại đụng cái cây đó sau cùng Cho nên mấy bơ bị thua mất tiêu rồi Cũng tại chị Trúc hết trơn á Em đang chạy tự nhiên chị chốt kêu em lụm hết Rồi còn lụm không giấy nữa Thì em về sao đúng rồi Thì đó Nè nè em thấy không Đây là anh Lệ nè Chị Lanh nè Chị Thản nè không có quan tâm gì đến lời chị Trúc nói hết trơn á Chỉ lo tập trung mục tiêu Chạy qua bên đó Đụng cái cây rồi quay trở về đúng không còn bé bơ á lại quan tâm tới lời chị nói nào là ờ lụm ớt nè lụm giấy lụm này lụm kia bỏ vô sọt rác có nghĩa là sao nghĩa là em đang quan tâm tới lời người khác quan tâm tới người ta soi mói cuộc sống của em nghĩ về em như thế nào nên là bây giờ em không đạt được mục đích của mình đúng không bây giờ làm sao nè hứa với chị làm sao với lại tất cả những anh chị ở đây nữa là mình sẽ làm sao? Dạ là em hứa em sẽ học giỏi và thật là ngoan. Ừ. Dạ, vậy bây giờ em thua trò chơi rồi. Chỉ cho em phụ, phụ gói hàng cho khách nha. Ừm, uhm, vậy là hôm nay, uhm. hôm nay mình khỏe rồi. Rồi, nhưng mà... Chị Trúc dẫn tặng cho bé Bơ một bộ búp bê ba bi Vì bé Bơ rất là ngoan và xứng đáng đúng không mấy anh chị? Đúng rồi <laughs> Rồi bây giờ mình đi gói hàng cho khách thôi Đi thôi Đi thôi gì gì đi, đi 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 Đi, đi, đi. À, đi, cho. đi, đi, đi. Em, em lấy thông tin của khách Em giúp ừ. đơn cho khách vào đi Đi vô đi vô Vô thôi Gói đơn cho khách thôi Ê. Ê. Tình hình buôn bán sao rồi Trời Hả? Rất ok chốt đơn lia lẹ luôn á à quên nữa ngày mai á đi với tôi qua chỗ anh nam ông mới gọi nó là có chuyện gì quan trọng lắm ủa rồi uh, mai đâu không đi với mày mai Mà lên cửa hàng có chút việc bị kẹt rồi gì ngày mai mai kẹt ờ à, bị kẹt trời ơi <laughs> dễ liệu như ông nội cái thằng này làm tao liệu theo luôn à. rồi nhớ đó ừ. nha Rồi vô kiếm thử coi nam ơi chú tùng ơi nè ngồi đây đi nam ơi nam ơi nam ủa chú mới sáng mà đi đâu bay tới đây sớm vậy chú à tại vì con nhớ chú quá cho nên qua đây thăm chú ừ. nè à, hôm qua chú qua bên xóm trọ con chơi đúng không tôi với mấy cậu có quen biết gì đâu có thân thiết gì đâu mà nhớ với nhung tôi đi qua bên đó đó là tôi qua ăn hủ tiếu chứ không phải tôi qua chơi đi chơi quán xa ở đây ai bán thôi có gì đâu chú con thấy quán mình cũng đâu có đông khách đâu chú lâu lâu đóng cửa đi qua bên xóm trọ chơi vui hơn công nhận ha thằng này nó nói nhiều mà nói vô duyên thiệt luôn á mày vô vậy duyên thiệt không biết mày làm gì để sống nữa trời ơi con vợ cho chú vui Cảm mà ông con trai gì mà <laughs> vậy cũng là con rồi ông... sao có định tới đây uống nước gì không à tôi làm luôn cho à dạ có chứ chú dạ, cho... hai ly trà đá cái gì trà đá uống hoài xăm đi chú à. hai ly xăm Xăm thêm dứa nghe Dạ thôi, xăm được rồi Dứa nó Xăm dứa sữa đi Dạ thôi, dạ... khỏi sữa luôn dạ Thôi ngọt lắm, ờ. xăm thôi chú Xăm thôi chú Rồi vậy ha rồi dạ. Chờ chút đi Ủa mà Nam đâu chú Ờ à, thằng Nam à, mà hỏi nó làm chi Thì uh, th Thì Nam hẹn tụi con ra đây mà Ờ à. Ờ à, thì nó đi đâu một chút quay về liền ha, Chờ nó chút xíu đi Ờ à. Hai dạ. ly uh, xăm dứa ha Dạ, dạ, dạ xăm, 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 thôi. xăm à. Hai ly Hai xăm chục, uh, dạ. Trả tiền luôn đi Trời ơi ừ. Trả đi đó đàn ông vậy mới là bản lĩnh ê cô có, có tiền lẻ đưa đủ luôn nè thôi được rồi khỏi thối đi mô đen dần vậy đó thối ờ. tiền chi cho mất công Trời ơi <laughs> thiệt sợ chú luôn á thôi uống trà đỡ đi ủa vĩnh gì hôm qua mày với mai đi đâu vậy hôm qua đi công chuyện thiệt không thiệt đi chơi thì đi chơi hẹn hò thì nói hẹn hò công chuyện mày biết á là việc ở nhà tao làm sắp mặt sắp buổi luôn còn mày á chở người ta đi chơi khổ quá tao đi công chuyện thiệt rồi chẳng qua là làm xong sớm á rồi cái hai đứa bị stress quá cho nên mới hai đứa mới chạy vòng vòng dạo sài gòn xả stress thôi mà thiệt không thiệt Ê bữa nào không mấy mày dắt một chút đi chơi giống vậy đi dạo sài gòn cũng Ê, đã lắm nè tao nói vậy là có lý do đó mày biết tối hôm qua lúc mày chở mày đi chơi á ở nhà chị tám á mặt đàng đàng sát khí luôn hai con mắt của dì tám nhìn giống như là hình viên đạn nhờ bé bơ qua chơi nói chuyện với bả mới đã chút chút còn không hả lúc về về á là tan xác á ủa nhưng mà tao thấy dì tám cũng bình thường mà đâu có gì với tao đâu với là dì tám hồi đó giờ thương tao lắm sao thái độ gì được thương thì thương nhưng mà dì tám á không thích mày quen mai đâu nha biết không với lại dì lo lắng cho cháu là đúng rồi đúng không tao thấy dì bảy cũng vậy á vậy lúc bảy nói tao khó chịu dữ lắm nhưng mà nghĩ lại á lời nào đúng y lời đó mày nghĩ còn đúng không là ông con trai mình á phải có công danh sự nghiệp thì mới lo cho người khác được Long bông hoài thì ai mà tin tưởng mình bởi vậy tao với mày ráng làm để mà xây dựng sự nghiệp mà còn chưa thích đâu gì đâu hết tao thấy mày á không đáng lo mà lấy lòng gì tám á là không lấy được vợ đâu nghe hèn chi bữa giờ tí tao cứ hỏi tao dì tám có đồng ý hay gì không dì tám có nói gì không tao có tưởng là tí tao với dì tám có chuyện thì ra là chuyện nãy hả chứ còn gì nữa mày liệu hồn đó nó chưa biết để mà mày mày tính á Sao thấy chuyện này nó sao sao quá ta Sao năm lâu quá vậy ta Mấy giờ rồi Sắp 12 giờ rồi 12 giờ Sao nghe giờ Linh dữ vậy trời Ủa Ê Trời trời đất ơi trời Kìa kìa Ê trời Đây Ê! Ông về ông vô trọng phục vụ luôn kìa Ờ ừ, thì... đây Rồi đây mời hai người nha, xin lỗi để hai người chờ lâu ha. ờ à, lâu vậy gì thôi, được rồi. Ê, uống nước sâm không, để kêu uh, chú Tùng làm luôn. gì? Quá của người ta mà. ờ à, à, quên ông phục vụ mình luôn mà. <cười> <cười> nói chứ anh Nam, khi tôi tôi qua đây có chuyện gì ạ? ờ à, tại vì à, có một tập đoàn xuất nhập khẩu nông sản ở nước ngoài có liên kết với công ty của tôi, họ đang muốn nhập khẩu các loại nông sản trái cây của Đông Nam Á, tôi thấy phù hợp với lĩnh vực của Dĩnh đang phát triển nè nên mới gọi hai người qua đó trung ánh thiệt trung ánh thiệt tưởng gì chứ mấy cái chuyện mà nông sản á là quê tôi đây, nhưng mà quan trọng là họ họ muốn đặt cái gì à hiện tại thì họ đang cần uh, chuối tươi Hà? chuối tươi nha chứ không phải là đã thành phẩm rồi chuối tươi hả chuối tươi nhưng mà họ họ có cần gì nữa không họ có họ có đề ra tiêu chuẩn hay gì không chất lượng những mặt hàng tươi á họ quan trọng nhất là chất lượng đó cho nên là chúng ta phải cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng từ khâu trồng trọt kiểm tra chất lượng đến thu hoạch trước khi xuất đi chà mấy cái này làm được á nhưng mà quan trọng á chắc hôm nào phải giúp chúng tôi ừ. hỗ trợ bà con cách thức quy trình sau cho nó đúng chuẩn nhất chứ không thôi ảnh hưởng tới quy tính nông tụi tôi cũng ngại lắm á đúng rồi đó nam coi hướng dẫn tụi này nha à thôi hai người cứ yên tâm đi tôi hứa là sẽ hướng dẫn mọi người một hai mẻ đầu sau đó thì uh, mọi người cứ theo cái quy trình đó mà làm theo ha. Hay quá. Yeah. Cảm ơn Nam nha. Cảm ơn nhiều nha. Đó giờ tôi với trung cũng giống như là gặp thiên thời nhưng mà địa dư có lợi vậy á. Nhờ ông Nam giúp đỡ chứ thôi không biết chuyện nào mới phát triển lên được á. <laughs> Cảm ơn Nam yeah. nha. À, mượn xong thay rượu đi. Vô. vô. Mượn trà thay xăm Ok, vô luôn <laughs> Trời vô hay quá. Ừ. Cũng hơi khác nè. Hết ly luôn nha Trời ơi Ly ông một tí xíu mà ông đòi hết ly Chắc phải bụng quá <laughs> Như vậy là không có thiệt tình với tôi đó nha Tôi mới Trời giúp mọi người hết đó Hết ly luôn Vô luôn, luôn Thôi nói giỡn đó Uống như vậy mất ngon Từ từ Phải thưởng thức từ từ mới ngon Ừ nói đúng đó Uống từ từ thưởng thức ừ. cho nó thoải mái Nè con Ủa tía Để để uh, tía phụ cho nha Dạ thôi được rồi Con làm được mà tía Ờ à tía con hỏi tía cái này nha hồi đó lúc tía bỏ đi có bao giờ tía nhớ má con không chắc là nhớ ừ. tía biết không mấy năm sau ngày tía bỏ đi á lúc đó con cũng lớn rồi đêm nào á con cũng thấy má con buồn ngồi ngoài hiên chờ tí về mà người ta nói là tí ở bên trời tây có gia đình có vợ con đề quề hạnh phúc không có còn nhớ đến má con con nữa lúc đó cũng có nhiều mối lắm tới tìm má con nhưng mà má con đâu có chịu đâu rồi cũng có người nói là Tía giật biên rồi chết Má con cũng ông tin nữa Lúc đó con nhớ là Má còn nói với con vậy nè ờ... Nói sao con Thôi công nhận nha Đúng là Mình nói trước bước hôm qua đó tía hey, Bây giờ Còn y chang như má luôn Có điều là Tía vì hoàn cảnh Vì bất khả kháng cho nên tía mới như vậy Chứ tía cũng đâu có muốn ruồng bỏ má con con đâu Tía Tía xin lỗi nha Tía Sao tự nhiên tía xin lỗi con Không có gì mà tự nhiên hết á Thôi mà tía Đúng là con gái nhờ đức cha mà tí xong ông có ra gì Bây giờ con phải bị liên lụy Tía Thôi mà Tí đừng có nói như vậy Tí đừng có cố tình làm vậy đâu Con không có tin mấy cái chuyện đó đâu Nha Tí đừng có suy nghĩ nha Nha tía Thôi Tí đi làm nha tía không sao hết tam à, 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 bây giờ nói cái gì ông muốn nói cái gì thì nói đi bây giờ kêu tôi ra đây nè rồi ông không chịu nói tôi đâu có thì giờ tôi còn nấu cơm nấu nước chứ bộ À... nè ông muốn nói cái gì á thì ông cứ nói nhưng mà đừng có nói chuyện thằng vĩnh với con mai tôi đã nói rồi ý của tôi trước sau á thì bây giờ cũng là như vậy ông có nói gì cũng không thay đổi gì hết rồi tôi nói xong rồi đó ông muốn nói gì ông nói đi thôi à... tí tí không cần nói gì nữa đâu mình đi về phòng đi tí chắc chị tám có chỗ nào ưng bụng hơn đi gả mai rồi vì Tám nghĩ vậy cũng đúng đó Chứ giờ con đâu có gì trong tay đâu Tiền thì cũng không có Học hành cũng dở dàng Đâu có thành đạt Đâu có phải lòng này bà nội như người ta Nhưng mà con nói thiệt Là con thương Mai thiệt lòng Con đã tự hứa với lòng Là không bao giờ làm cho Mai khổ Nhưng mà mong Tám hiểu cho tình cảm của con Dành cho Mai đi tiếp anh vĩnh anh nói vậy bộ có gì sai hả sai con nói sai cái vấn đề là tám không quan trọng cái chuyện là con nghèo hay con giàu nhưng cái trường hợp của con mai á là khác nó còn phải có trách nhiệm nó lo lắng và chăm sóc cho bé bơ con nghĩ á con nhắm là lo cho chị em nó được hay là không con tin là mình làm được cho nên con mới thương mai thương luôn bé bơ và thương luôn cả tám nữa con coi mọi người như gia đình của con vậy đó con nói chuyện nghe đơn giản quá à con không phải nghĩ đơn giản mà tại vì tám nghĩ khó khăn quá thôi vì tám phải tin con chứ con vẫn cố gắng hàng ngày vì tám thấy mà tám vẫn không thấy là con cố gắng gì hết từ ngày đầu mà tám gặp mặt con cho tới bây giờ trước sau và bây giờ vẫn vậy học hành không tới đâu hết thì con lấy cái gì mà con bảo bọc cho chị em con mai tám nói cũng có lý Do tôi á Tôi suy nghĩ nông cạn quá Tôi chỉ có biết thương nó thôi Mà không có sâu sắc như Tám Tôi thấy Tám nói đúng đó con Phải đó Tâm nguyện của má con Coi như là chưa thực hiện được ừ, Cảm ơn Tám nha ừ, Nhờ có Tám mà tôi càng phải suy nghĩ thấu đáo hơn để từ từ đi để cho nó lập nghiệp rồi nó gia cảnh nó đầy đủ hết đi rồi lúc đó hẳn nói chuyện ừ, ừ. tía ừ. con thấy tía với dì tám nghĩ vậy là ích kỷ quá ừ. Ừ. Cái... mọi người nghĩ sao vậy con con thương mai thiệt lòng mà đâu phải là con tới với mai là con sẽ chặn đà phát triển của mai đâu còn những cái khó khăn nó xảy ra trong chuyện tình cảm á nó sẽ làm động lực cho con và mai phát triển hơn và yêu thương nhau nhiều hơn cố gắng cùng nhau nhiều hơn thôi ừ. Tới bây giờ mà tía chứ gì tám còn nghĩ chuyện á, áo mặt sẽ qua khỏi đầu nữa Vậy là cổ lo sĩ quá luôn á tám, Trời mày ấy, Con <laughs> à, Dì Tám Dì Dì Tám Tám ừ. Anh thấy chưa anh Vĩnh Dì Tám nói thì cũng có cái lý của dì Tám Tại vì dì Tám khổ cực Nuôi em với bé bơ Anh không có hiểu chuyện đó hả Nhưng mà rõ ràng Nhưng mà cái gì nữa Dì Tám như vậy rồi kìa Bây giờ anh có dừng lại không Không dừng lại là em dừng lại đó Ơ...Mai...Mai uh, uh, Mai à? hả? Uh. Hai ơi! Gì? Bữa nay anh Vĩnh có qua nhà mình ăn cơm chung không? muốn ăn thì tự giác mà qua ăn chứ ai rảnh đâu mà qua kêu anh vĩnh ơi ờ. có khách <laughs> chị hai nói sao nói sao nói sao vậy chị hai nói là muốn ăn cơm thì tự giác có mặt chứ không ai kêu qua ăn đâu đâu thiệt hả thiệt hả bây giờ có mặt rồi nè Hi -hi. Đi đi, đi 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 vô ăn cơm đi vô trong đi bơi tự nhiên chị hai thấy ăn cơm không có vô gì hết á nói người ta đứng ngoài đó ăn được không dạ đồ chị hai nói nhìn mặt anh ăn cơm không có vô Vậy thôi bây giờ anh quay lưng lại thôi anh không có cho nhìn mặt anh nữa bộ cô không được luôn hả không Khó anh chỉ chị đứng quá. ở cửa thôi trời đất ơi không thương anh gì hết chị hai ừ. nói vậy á Trời đó, anh đứng ngoài cửa cho vừa lòng rồi đó Hỏi cô chị hai có chịu ăn cơm chưa? Chị hai ơi Anh Vĩnh nói là đứng ngoài cửa Ăn cơm với mình cho vui Nè cơm đây, anh đứng hay ngồi gì cũng được hết á Nè anh, ăn đứng hay ăn ngồi Gì cũng được hết á Anh đứng hay ngồi gì cũng được hết dạ. hả? Chị hai hết giận chưa? em cũng không biết. thì qua hỏi chứ hỏi chứ đứng này sao biết được? qua hỏi đi. Ôi hỏi dùm anh Ủa, đi. Ủa bộ anh giận với lại chị hai giận nhau hả? Hai nào đâu dám giận người ta? cái gì đâu mà giận? anh giận, chị hai em có chuyện muốn nói. Hứng? dưới tình hình này không được rồi. em còn tuổi ăn tuổi học, chưa nói tới sống trọ mình còn quá nhiều công chuyện. vậy mà anh dĩnh với lại chị hai giận nhau còn hành em nó quên nó lại nữa anh vĩnh lại chị mai anh nhanh lên để em còn học bài nữa chứ đó mai bơ nó la kìa đừng giận anh nữa bơ ngồi xuống đây ăn cơm đi mà chị hai hỏi nè từ đầu buổi tới giờ chị hai có nói câu nào là giận không dạ không chị hai không có giận chị hai không có nói giận mà chị hai ra mặt luôn em bơ nói dù anh tiếng đi nói tiếng đi mà nói đi thiệt tình lắm á chuyện gì cũng phải tới đây hết trơn á giúp anh đi giúp đi em <laughs> không biết chuyện đầu đuôi ra sao nhưng đó giờ chị hai em giận đều là có lý do chính đáng hết trơn á hmm. Anh xin lỗi chị hai em đi ừ. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa Anh làm cái gì vậy? Quỳ cái gì kỳ vậy? Chưa có quỳ, nhưng mà còn giận là quỳ đó mệt quá đứng lên đi Bực mình anh hỏi bé bơ đi Bé bơ tha lỗi cho anh rồi mà đúng không ừ <laughs> từ giờ anh không có làm cho em buồn nữa đâu anh thề luôn á quỳ á ủa ủa gì vậy ủa không cho ăn nữa hả mà mai mai anh xin lỗi mà mai đi hâm lại cho nóng rồi ăn ờ à, ha <laughs> Yeah. Yeah. <laughs> anh xin lỗi anh biết lỗi của anh rồi tại lúc đó anh nóng quá không có kiềm chế được cho nên mới nói những lời đó với dì tám cũng tại dì tám chứ bộ thôi em thấy anh lúc nào cũng bợp chợp hết anh phải bình tĩnh mới giải quyết được chứ thì tại tôi sợ chứ bộ Sợ gì? Sợ mấy người nghe lời dì Tám, mấy người yếu lòng, mấy người từ bỏ tôi. Dì Tám lo lắng cũng có cái lý của dì Tám. Nhưng mà quan trọng đó, là do tụi mình như thế nào thôi. Bây giờ anh cứ nghĩ vậy đi. Dì Tám nói vậy là động lực để cho hai đứa mình cố gắng hơn. Ừ, anh hiểu không? <laughs> hiểu rồi. Anh biết mà, em yên tâm đi. Anh đã có kế hoạch cho riêng mình hết. Ờ Kế hoạch Anh gì? hứa sẽ không làm cho em thất vọng. Mà kế hoạch gì? Bí mật. Anh có biết. Dạ, cảm ơn sếp rất nhiều. Vì trong thời gian qua sếp đã tin tưởng và tạo cho em cơ hội để hoàn thiện bản thân. Nhưng mà cũng đã đến lúc em nghĩ là mình phải có thời gian để tạo dựng sự nghiệp riêng của mình nên em xin đúng sếp đúng cho đúng. em được phép uh, nghỉ việc ở cửa hàng uh, <laughs> dạ nhưng mà không sao đâu sếp em vẫn uh, tin tưởng là cửa hàng mình sẽ luôn luôn phát triển thành công và em cũng xin chúc sức khỏe uh, sếp và tất cả mọi người ở đây tôi phải cảm ơn cậu mới đúng vì nhờ sáng kiến của cậu mà cửa hàng mới có thể hồi phục rất nhanh dạ tôi và mọi người ở đây uh, cầu chúc cho cậu trong cái bước đường uh, khởi nghiệp sắp tới được uh, gặp nhiều thuận lợi và may mắn và không có gì hơn là mong được hợp tác với cậu trong tương lai dạ cảm ơn sếp nhiều <laughs> cảm ơn mọi người nhiều nha. chúc mừng anh vĩnh sau này sẽ thành công tốt đẹp trong cuộc sống dạ. cảm ơn cưng <laughs> rồi hai, hai, hai ba, ba vô <laughs> thôi tôi xin lỗi vắng mặt chút xíu lát nữa tôi sẽ quay lại liền nha <laughs> dạ dạ chào sếp dạ chào sếp dạ người ta nói chia ly không phải là kết thúc mà bắt đầu một chặng đường mới đúng rồi có đó có chia ly thì mới có đoàn viên đúng không chính xác chính xác chính xác nè nè đâu phải chỉ một mình mai được gặp vĩnh đâu tôi cũng gặp vĩnh hàng ngày mà ở chung nhà trọ mà à, mà còn chưa kể nha là tôi còn biết được chuyện thâm cung bí sử của ông sao Diệp Sao sao kể nghe với Sao 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 Kể nghe với Sao sao hả Ghê Kể, kể, kể nghe đi Em kể rồi Bớt chuyện tôi cái Bớt 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 nhiều chuyện lại Bớt nhiều chuyện Có gì không Có gì mua chuột tôi không Bớt gì Bớt nhiều chuyện đi Bớt nhiều chuyện lại đi được tụi em qua đây qua đây để tôi nghe điện thoại đi em đó nha đừng có nghe bà nói vậy bà tôi giấu em nhiều chuyện tôi nghe nè ờ ờ nếu mà anh có việc gấp á thì anh cứ đi đi lát nữa tôi về với vĩnh và mai cũng được mà cậu ăn gì cậu cho con tô hủ tiếu đi sao giọng được quen quá vậy ta Trời đất ơi, tôi nghi lắm mà Che cái mặt nhưng cái tiếng thì quen lắm nha Cuộc đời này ngộ lắm Có nhiều người á, mình quý họ như kho báu vậy á Thấy cái mặt họ muốn đem chôn liền à Không bán hủ tiếu đâu ha Ai bán chứ cái mặt này không bán đâu ha Qua đây chị sớm vậy trời Ám hả Cho con tô hủ tiếu đi mà Cho tôi tô hủ tiếu đi Không bán Hả? Dạ Cô chào dì hai đi ngang vậy mà không biết ừ. Dạ con chào gì Cậu tới đây để làm gì Con Xuân nó đâu có ở đây đâu Đi về đi Dạ con biết là Xuân đi làm chưa có về Nhưng mà Con muốn tới đây để gặp gì Gì Tự nhiên gặp tôi làm chi vậy Hả Tôi có liên quan gì tới cậu Dạ Vậy cho con xin chút thời gian để nói chuyện với dì <laughs> Nói đi Tôi không có thời gian đâu Tôi còn phải đi làm công chuyện đó Dạ Thời gian vừa qua con suy nghĩ nhiều lắm Con rất là hối hận Dạ Tại vì con để cho Xuân thiệt thôi hôm nay con qua đây gặp gì con con muốn gì cho phép con được bù đắp cho xuân gì bù đắp hả Hừ. nói chung á cái chuyện này á tôi không giúp cho cậu được đâu cuộc đời của con xuân á để cho nó tự quyết bởi vì á bây giờ nó đã lớn rồi dạ nhưng mà chắc chắn xuân sẽ nghe lời của gì mà cho con thời gian để con sửa lỗi của mình Dạ Xuân sẽ suy nghĩ lại Mong dì hai giúp giùm con Tôi đã nói với cậu rồi Tôi là mẹ của nó Rồi bây giờ Sắp tới nè Nó cũng là mẹ rồi Nó biết được cái nào tốt cho nó Nó biết được cái gì cần cho nó Cần cho con của nó Cho nên là tôi để cho nó quyết định hết tất cả Tôi đã nói là tôi không giúp được cho cậu Cậu đi về đi Dì hai dì bảy con không đi đâu hết con sư quỷ ở đây luôn ê trời cô sư quỷ ừ, đã cho tới khi nào mà xuân tha thứ cho con N thì con mới chịu con không ăn uống gì hết nha. trời ơi người ta không chấp nhận rồi đi về đi quỳ vậy là đau lắm á à. đúng rồi đi về đi về đi tôi đã à. nói rồi tôi không có giúp được gì cho cậu hết chuyện con xuân á tự nó quyết định cậu đi về đi dì hai dì hai Nè 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 Đừng kêu bà nữa Bà quyết định rồi Bà không có giúp cậu đâu Nhưng mà tôi giúp cậu nè Quỷ đây nè Sỏi Đào chân lắm Tại vì mình quỳ lâu mà Cậu thấy thương quá Qua đây Tôi sẽ lót thảm cho cậu Quỳ ha Quỳ lâu lắm ha Lên đi ừ? Lỡ có ai hỏi thì nói bà phải biểu Lên đi Ngay gian hàng của dạ. tôi ừ. Dạ ở đây Ở đây hả Chúc quỳ vui vẻ nha Ừ Lâu lắm à có hơi hận không? Còn kịp? Dạ không ừ, Vậy đi Rồi về ăn hủ tiếu không? Tôi làm vì sao ăn được? Có mua cũng không bán ha ừ. Không ăn, không uống gì hết Tuyệt thật luôn Tuyệt thật luôn Chúc mừng Mình quyết định rồi Không ăn, không uống Cho đến khi nào xuân quyết định tha thứ cho mình mới được trời ơi ta nói nước lèo nó thơm phớt vậy trời ừ. thơm Quỷ lâu lắm đó nha bà bảy ơi bà bảy anh, anh anh phúc anh xỉu rồi nè à, ai ai xỉu ai xỉu à, anh anh phúc trời ơi Hơi người ơi trời ơi phúc nhanh lên bà hai ơi bà hai ơi cái cái cái, cái thằng phúc nó xỉu rồi nè trời ơi trời ơi trời ơi đừng nó lên coi sao vậy trời ơi đừng nó, nó lên đừng nó lên anh phúc trời ơi nóng nực rồi đói nữa nè đi quá Anh tỉnh vậy rồi đó hả? Sao tôi lại ở đây? Sao anh ở đây? Câu này tôi hỏi anh mới đúng đó Tỉnh rồi thì uh, uống thuốc đi Rồi đi về Ở đây tụi tôi nhiều việc làm lắm Nè 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 nè, Anh không phải là người của cái xóm trọ này Anh có quyền gì chứ Anh muốn kêu tôi đi là tôi phải đi à Ủa ừ, xuống đâu rồi? Cậu ở đâu thì có liên quan gì đến anh Nè 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 Tôi là cha của đứa bé ở trong bụng cổ Rồi sau này tôi sẽ là chồng của cổ Giữa <laughs> chúng tôi Có một mối liên hệ chặt chẽ Không ai có thể xen vào được Anh biết chưa Tôi khuyên anh á Nên từ bỏ ý định theo đuổi cổ đi Đừng có tránh dành với tôi nữa Cổ không có thích anh đâu Tôi nói cho anh biết Xuân có thích tôi hay không Không đến lượt anh lên tiếng Xuân không phải là món đồ để cho anh giành giật dù mọi thứ có ra sao Tôi vẫn tôn trọng quyết định của Xuân Còn anh Anh dẹp cái trò con nít đó đi Đừng có ăn dạ kiểu đó Đứng lên đi về Bên ừ, trời Tôi nói cho anh nghe rõ nha Anh không có cái quyền gì Mà đủ tôi ra khỏi đây Tôi thích ngồi ở đây đó có được không <laughs> Được không Được thích thì ngồi không đi Không ai đủ tôi được tôi có quyền đuổi á nhà à, của tôi à, mà tám tắm ngồi tạm. đi tám à, <laughs> ủa sao nãy tôi nghe nói chuyện khí thế lắm mà bây giờ tôi ra nói mệt rồi tỉnh chưa? chưa chưa hả xuân tha lỗi cho anh đi mà bây giờ muốn kêu anh làm gì anh cũng làm hết trơn á xuân <cười> <cười> dạo này ngộ ghê nha tôi thấy cái xóm trọ của tôi á đâu có gì thú vị hết á vậy mà lâu lâu có người nhập cư rồi xin vô ở nhà trọ của tôi ngộ à Xuân Xuân à Anh đã cố gắng thay đổi mà Xuân Anh muốn bắt đầu lại từ đầu Tìm hiểu những món em thích ăn Làm những chuyện mà em muốn làm Anh thật sự muốn thay đổi vì em và con Anh không có ép em tha thứ Và chấp nhận anh Nhưng đừng xa lánh anh tới như vậy chứ Khỏe chưa Khỏe thì đi về giùm đi Làm ơn đừng có làm mấy cái trò trẻ con này nữa Để tổn hại tới sức khỏe của mình anh nam mình đi thôi có chuyện gì á rồi từ từ hạ hồi phân giải thôi xuân đưa đây để tôi bỏ ra bỏ ra đi để tôi làm cho xuân ngồi đó nghỉ ngơi đi thôi ngồi một chỗ hoài mệt lắm để tôi làm mấy việc này cho đưa đây thôi cái này quét khum khum như vậy không có nên đâu nè xin mời <laughs> Ủa? Sao anh chưa đi nữa? À, 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 anh à, coi có gì phụ phụ mọi người không? Ờ à, đây nè, đây nè. Ủa, sao cái thùng trái cây này để ngay nhà gì Tám vậy? Ờ à, để đâu rồi, để tôi làm cho. Ừ. À. <laughs> anh Nam! <cười> <cười> sao để ông làm chi vậy? Kệ đi! ê ê ê ê chỗ dạ? ta buôn bán sao để thùng trái cây ở đó đem đi chỗ khác đây <laughs> dạ dạ rồi giờ để đâu Ở à, đó hả sao để ngay gốc cây đó à? đem đi chỗ khác để đi để trên bàn đó đi ờ à. ủa ê, để cái này trở lại vị trí cũ rồi chưa có xong thấy cái ghế đỏ đó không ờ. lấy cái ghế để sát vô mấy cái thùng giấy rồi lấy thùng trái cây để lên cái ghế.ủa sao nó dạo chiều nó sớm đi cha nội từ đây bước qua đây có hai bước à làm đi nguyên vòng chi cho mệt vậy thì thấy anh năng lượng dư quá muốn uh, giúp mà lấy công đi ừ. cái ghế của bà bảy đó bà bắt đền bây giờ. rảnh quá đó thấy chưa để như vậy á vừa tiện lợi mà hợp vệ sinh nữa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm Hử? xong chưa chưa chưa, chưa. Để, để để anh quét cho anh quét được mà đây thôi thôi để tôi để tôi để tôi, tôi làm mà nãy giờ tôi đang quét tôi mà tôi quét tự nhiên tôi giờ vậy. Dần... Tôi... trời ơi anh này ngủ quá tôi... tôi 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 quét cho đây Ê, để, để tôi ừ. quét nào, quét Trời ơi, vậy, chuyện gì vậy quét, quét, Trời quét. ơi Mấy người có biết quét nhà không Người ta bưng hủ tiếu đi mà quét bụi bặm về rồi ai dám ăn Ừ, tại, tại à. Nè, tôi nói tôi làm tôi khác nha Còn tôi này, tôi tính tiền hai cậu đó Anh à. Đã đi ừ. Xin mời Giờ... Trả tiền anh hết đó tại cái gì mà tại tính tiền cho gì bảy kìa tại anh tính gì mà tính xuân 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 đó xin mời sao anh không dành nữa tôi cũng đâu thèm dành ngồi từ làm đi hả quét đi hèn hết khán giả rồi chứ gì muốn thể hiện đồ Chú bốn, đó, hết hồn ngạc. À. Con này. Trời đất ơi, thích đó thì cứ đi qua thẳng nhà anh ta, bước mấy bước là tới nhà rồi, làm gì đứng lấp lấp ló ló trước nhà người ta vậy? Cái tao. Rồi, điều này con nhìn là con biết giận hờn vu vơ đúng không? Ừ. Bởi vậy con nói phụ nữ là niềm đau. Ừ. Thiếu thì buồn mà có thì sợ hãi, đúng không chú bốn? Mày nhiều chuyện quá. Thôi làm tao đi cà phê đi. Rồi, chờ con chút. Ừ. Trời ơi, cái gì vậy chú bốn Cái gì vậy Cái gì bò bò vậy trời Nhìn coi bà Có thấy bước chân của bà Ở dưới cửa không Bước qua mấy bước không bước Rình rình Rồi sao vậy chuyện gì kể con nghe coi Thì đó cái vụ thằng Vĩnh với lại con Mai đó Tự nhiên bây giờ Văn miễn tới tao rõ ràng mày biết không bả ngồi ở đâu tao lại cái bả bỏ đi rồi tao nói gì bả cũng im bả không nói gì hết bả ngoảnh mặt ngoảnh mặt bỏ đi ngoảnh mặt bỏ đi có dính dáng gì đâu tự nhiên văn miễn tới tao ủa con thấy chuyện nó đơn giản quá mà bây giờ vậy tám không thích thằng Dĩnh với con mai quen nhau thì chú bốn kêu hai đứa nó chia tay đi có gì đâu ừ. Tào lao quá mẹ ơi nói vậy nói làm chi nữa ủa sao tào lao trời cái đó là ý dì tám muốn mà đúng không con thấy hợp lý mà ừ. Đúng thiệt là ý của bà nói là tao thấy cũng có lý lắm Tao là cha của thằng Vĩnh nè Mà tao thấy cũng có lý lắm á Mà chuyện của thằng Vĩnh á Tao còn không tin huống hồ gì bà Trời ơi Thì bây giờ á Không mấy vậy á Thì kêu hai đứa đó chia tay đi Nói vậy nói gì nữa Ít ra tao nói ít ra thấy không Là phải cho Cho người ta Hai đứa tụi nó thể hiện tấm lòng tụi nó với nhau Đằng này Bà vậy thì làm sao mà mày biết rồi Tao là tía của thằng Vĩnh nè Mà tao thấy á Thiệt tình là cái thằng Vĩnh á Nó có thay đổi từng ngày từng giờ rồi đó Hơn nữa con bé Mai Nó tin thằng Vĩnh Nó đã suy nghĩ kỹ càng rồi Nó là người chính chắn chứ đâu phải là người bồng bột đâu Mà bà lo chuyện đó Cũng đúng Còn hãy bây giờ cách tốt nhất á là chú bốn phải nói cho thằng Dĩnh với bé mai á là bây giờ nó muốn tới với nhau thì nó phải tìm cách nào làm cho gì tám phải tin tưởng là thằng Dĩnh nó đã thay đổi nó đã cố gắng chuyện đó là phải chắc chắn rồi nhưng mà tao lo chuyện đó là một thôi nhưng mà tao lo chuyện tao tới mười tự nhiên cái giận lây qua tao ủa, <laughs> ủa là sao con không hiểu luôn á là sao sao chú bốn chú bốn nói lại cho con nghe từ đầu coi là vậy nè cái chuyện của vĩnh như con mai á mình gác qua bên đi tao có làm gì đâu mà tự nhiên giận tao rồi giận rồi không nói chuyện với tao à rồi 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 tới đây con hiểu rồi bây giờ có nghĩa là thằng vĩnh với là con mai á mà tới với nhau là có nghĩa là chuyện tình của dì tám với chú bốn lên đường đúng không đó hai đứa tụi nó đến với nhau bây giờ nói tụi nó thành vợ thành chồng đi thí dụ vậy đi không lẽ là tao với Mã cũng thành vợ chồng chỉ có mức độ là cao nhất là su gia thôi Chứ làm sao thành vợ chồng được Thì đó cái đó khó lắm mà Tao lo lo vậy chứ không biết có cách nào không Giờ sao ta Mày có cách nào không Mày bày cho vậy tao coi đi Để con suy nghĩ để con bày cho chú bốn cái cách gì mới được Ờ ờ ờ ờ Mày nói cách nào đi Tao nói hả kỳ này mà ok á Tao cho bà rớt đài Mình phải nằm kẹo trên Chứ làm sao nằm kẹo dưới được Đúng không Bà cứ vậy hoài sao được Rồi cứ vậy đi Bà là cái gì chứ hả Bình thường Thẳng dạ cho ly cà phê đá dạ có liền Mời tôi kêu bán. con thản tôi tôi đâu kêu mấy người tôi chưa chọt mỏ vô uống chưa làm cho tôi rớt đài thử coi ừ. ủa lấy ly cà phê uống rồi không trả tiền luôn mà cái mặt bà vẫn hầm hầm là sao trời ơi, cái này sao con cập nhật kịp mày phải biết mày phải nói chứ mày muốn sửa tao mà chú bốn muốn biết thì tự qua hỏi đi chứ trời mày kệ đi mày coi như mày có gì mày bày tao coi bày được gì nữa bài thì là bài bài mà là cầm cầm cà phê lấy uống cái mặt chầm dầm là sao thì thì qua bển hỏi đi trời qua hỏi nói làm chi nữa Bác sĩ nói ông sáu làm sao? Thì uh, bác sĩ nói là khó có thể nào hồi phục lại trí nhớ của ông lắm, cần phải có thời gian dài lắm đó. Trời đất, rồi ủa ông sáu đâu mà bà về mình vậy? Ông đi qua cửa hàng xuân rồi. Uhm. Uhm. Thiệt tội nghiệp. Bây giờ vợ chồng á coi nhau như người xa lạ, đau lòng quá. Chưa giờ sao? Bác sĩ cũng bó tay, biết làm sao chữa được cho ổng. <laughs> Rồi bác sĩ có nói gì về ổng nữa không? thì bác sĩ nói là bây giờ chỉ có cách đó là đưa ổng tới những cái chỗ mà có nhiều ký ức ngày xưa. Ừ. Rồi từ từ mình nhắc lại cho ổng nhớ thôi. Ờ. À, ê tôi nghĩ là bác sĩ nói đúng đó. Hay là bây giờ á bà đưa ổng về quê đi. Ở dưới đó đó không khí nó thanh tịnh nè. Rồi phần có kỷ niệm ngày xưa nữa, biết đâu á sẽ giúp ổng phục hồi trí nhớ từ từ. với lại tôi nghĩ á ổng bị mất trí nhớ cũng một thời gian dài rồi bà cũng nên đưa ổng về quê để thắp nhán nhang tạ lỗi với ông bà tổ tiên với của quyền thất tổ mới phải chứ gì vậy ghế nè trời ơi cái gì vậy ờ, tính ngồi vô giữa ừ. <laughs> ông nói đúng đó bà rước ổng về quê đi ủa ổng đâu rồi ổng không đi với bà về hả ổng uh bác sĩ khám xong ổng đi ra cửa hàng luôn rồi. À, à tôi ừ. à, có chuyện này tôi định nói với bà, tôi đưa ổng về quê. Ai... Bà, sao nữa? Không biết làm sao á nghe. Thiệt á, bây giờ á ông ổng về ổng gặp tôi rồi á mà ổng coi tôi giống như người xa lạ vậy đó. Tự nhiên tôi cảm thấy đau lòng, mà không đau lòng sao được. Trời ơi vợ chồng mà bây giờ ông dẹm không nhận ra tôi không nhận ra con luôn trời ơi có gì đâu thì bây giờ ông chưa có phục hồi nhân phẩm cho nên cái gì nhân phẩm à, phục hồi trí nhớ lại cho nên ông mới vậy thôi ừ. đúng rồi đó thôi cái gì cũng cần phải có thời gian bà cứ đưa ông về quê đi nha rồi á chăm sóc ổng. tôi tin là dần dần ừ, ông sẽ phục ừ, hồi trí ừ. nhớ rồi còn chuyện con Xuân ở đây á bà đừng có lo dù sao bây giờ nó cũng có công việc ổn định rồi mà có chuyện gì ừ, ừ. có tụi tôi tụi tôi lo ừ. cho chủ yếu là sức khỏe của ông sáu nha ừ ừ vậy đi nghe ừ. ở đây để tôi lo cho vậy mà nói đi mình lo mà ủa sau này không ghé qua mấy chỗ nhà trọ nữa mà ghé qua đây làm chi vậy làm ly nước rồi đó sao mặt buồn dữ vậy ơi trong lòng đang có chuyện khó xử mà tôi hỏi anh à, ha à. nhiều lúc tôi suy nghĩ rất là ngộ hồi đó anh không có tìm gia đình cho ông vì anh sợ ông còn bệnh hoạn sợ ông về ừ. ông còn làm phiền gia đình của ông ừ. Có nói đó tôi chấp nhận à. Còn bây giờ thì ông đã tìm được gia đình của ông rồi Thì mắc mớ cái gì anh không cho ông sao vậy Ông đột tụ vợ con ông là sao vậy Anh bắt ông tối ngày hết chạy qua bên đây Rồi chạy qua bên kia Chạy qua bên đây rồi chạy qua bên kia Tôi thật sự không hiểu Ừ thì ông cũng nhìn thấy ông cũng biết rồi Tôi với ông á Ở chung nhau mấy chục năm trời á à, Tôi với ông á Giống như là anh em ruột một nhà Ở riết rồi cũng mến tay mến chân À, rồi cũng bao nhiêu kỷ niệm tâm sự này nọ Giờ tự nhiên Ông đi vậy Còn tôi mình rủ thủi một mình Tôi buồn chứ Rồi mai mốt đây thằng Nam nó về Mỹ Rồi tôi ở nhà đây tôi uh, nói chuyện với ai Đúng không Chỉ có vậy thôi hả Chỉ vậy thôi à Chỉ có vậy thôi à Ừ Chỉ có vậy thôi mà anh không để cho ông Về bên vợ con ông à Nè Nhớ kỹ lại nha Ông còn một người bạn chí cốt bạn thân là tôi nghe Thân Phải đó hả? là 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 ông đó hả ừ tôi nói thiệt ông nghe một tuần có bảy ngày hả ông dành hết thì coi như là là tám ngày thì ông ở khu nhà trọ rồi ông có ghé qua tôi nói chuyện đâu lâu lâu ông đánh ông mới ghé qua thôi vậy mà làm cái ghê nói tóm lại nói chung là tôi thấy trong cái vấn đề này ông xử lý rất là kỳ cục sao ông không nghĩ cho vợ con người ta vẫn dò võ đợi chồng con đợi cha mấy chục năm rồi đó ông thì đó lúc đầu tôi cũng nghĩ Thế nào rồi vợ ông mấy chục năm trời cũng sẽ lấy chồng khác Trời ơi chứ ai mà biết được ờ, Cổ đợi ông sáu bảnh cho tới bây giờ Tôi cũng nghĩ vậy đó Bởi vậy tôi nói ông á Bản chất là không hề thay đổi ổn! <laughs> ông nói gì đó Ông mới nói gì vậy Hả bà này nữa chết lên lắm lúc mũi à. là bả về liền đó <laughs> đúng là thiên bất dung gian ha <laughs> xin lỗi chị nói chơi thôi nói chơi cái gì lớn rồi nói gì phải suy nghĩ kỹ chứ trời ông cũng tự tin ghê ha tôi đẹp mà <laughs> trời ơi <laughs> ủa rồi sao hôm nay chị qua đây có chuyện gì không ờ à, ông sáu bảnh đi làm chưa có về à, dạ à, không giấu gì anh Hôm nay tôi cố tình qua đây, không phải là gặp chồng tôi đâu, mà cái người cần gặp là anh đó. Ừ. Ừ. Gặp 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 tôi. À, dạ. Gặp mà mà gặp tôi làm chi vậy? <laughs> ừ. Dạ, là gì? Đây, đây là mấy món ăn tự tay tôi nấu, toàn là món quê không đó nha. Đó tôi mang qua đây cho anh nè rồi á hai anh ăn đi ngày hôm nay á không phải đi chợ không phải nấu ăn gì hết khỏe re đúng không trời đất bữa nay mày đặt nấu đồ ăn đem qua cho tôi ăn nữa ờ, tôi thấy chị nên đem đồ ăn với cơm này về đi ờ vì tôi ở đây tôi tự nấu ăn được không sao hết Trời ơi, tôi nấu ăn mấy chục năm nay rồi, tôi quen rồi. Chị biết không, hồi đó vợ tôi nấu mình ên cho anh Sáu Bảnh ăn luôn đó chứ, có gì đâu. Bây giờ có mình tôi hả, à, còn tiện nữa, không lẽ mình tôi tự nấu ăn không được? Thôi mà, à, anh nhận cho tôi vui được không? Tôi biết là thời gian qua, anh đã lo lắng và chăm sóc cho chồng của tôi đàng hoàng lắm. Anh coi ổng như là người trong nhà. Chẳng qua khi mà lần đầu tiên gặp anh á, Tôi... tôi sốc quá Cho nên tôi nói những cái lời nói mà Làm cho anh buồn Chứ thật ra Mẹ con tôi mang ơn anh không hết mà <laughs> Ơn nghĩa gì đâu chị ơi Coi như là cái số cái nghiệp của tôi Tôi gặp ổng Tôi phải lo lắng cho ổng Tôi cưu mang ổng Bây giờ mai ổng cũng tìm được Gia đình của mình rồi Tôi mừng lắm Ủa mà sao tự nhiên chị đi qua đây cái chị nói chuyện này vậy sao vậy chị ờ à, dạ cũng không giấu gì anh anh cũng biết là con xuân nó ở trên này tôi sợ là bụng nó càng ngày càng lớn nếu ở trên thành phố thì bất tiện cho nó quá cho nên tôi tính là tôi sẽ đưa nó về quê để tiện chăm sóc cho nó mà nếu như mẹ con tôi về quê á thì ờ... ờ nếu mà chị và con về quê nên chị muốn đưa ông sáu bánh về quê luôn đúng không dạ <laughs> ờ có gì đâu mà chị ấp úng chuyện bình thường thôi ha bây giờ ông có gia đình rồi ông muốn đi đâu thì đi chứ làm sao mà tôi cản hay có ý kiến gì với ông được chẳng qua là tôi sợ ông tôi sợ ông về bên chị á tôi lo là ông có chưa hết bệnh hẳn đôi khi cách cư xử của ông có những cái không hay rồi tôi lại có lỗi với gia đình của chị tôi chỉ sợ như vậy thôi rồi bây giờ á gia đình của bên chị hạnh phúc rồi á à, vợ chồng con cái á sum họp rồi ông muốn đi đâu thì đi sao tôi cản ông được <laughs> nãy giờ nghe hai người nói chuyện thấy ngộ ghê, nhìn giống như là <laughs> anh là vợ lớn, bà là vợ bé vậy. nội? Đó. Nói, nói gì chuyện vậy nghe cười. mùi mẫn dễ sợ, nó mùi nó rất là tình cảm. Chết. nói chung là tôi nói cho chị hai nghe nè, hồi nãy tôi cũng nói vấn đề này với lại với lại anh Tùng. nói chung là tụi tôi có mấy anh em à, mến tay mến chân với nhau, cho nên là cái chuyện mà ông rời khỏi chỗ này ông về ông sống với chị đó, nó làm cho tụi tôi tụ cảm thấy là nó 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 không quen dạ cảm thấy nó khó chịu chút xíu vậy nó chứ không có gì hết ừ. Ừ. tôi biết mà ai cũng vậy hết á anh tùng nè hay là bây giờ anh về dưới quê ở với tụi tôi luôn đi <laughs> coi như là tôi coi anh như là anh trai của tôi vậy chứ mai mốt á thằng nam con anh nó về bên kia rồi á anh còn có một mình ơn hả à? sao mà anh sống nổi ôi ờ, bậy 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 trời ơi chị ơi tự nhiên sao chị suy nghĩ cái gì kỳ cục vậy đã vợ chồng chị đoàn tụ rồi tự nhiên bây giờ chị biểu ông này không đi luôn rồi còn ở đây tôi ở con mình tôi rồi là... trời ơi trời ơi chết là cái chắc luôn á tôi, tôi buồn chết luôn á ừ phải công nhận là ông ít nói thiệt á mà khi ông nói ra câu nào nghe cũng vô duyên hết trơn á cái gì vô duyên tôi nói đúng chứ bà ở con nguyên mình... mấy cái xóm trọ chờ ông dưới kia kìa việc gì tới tôi mà ông phải la làng lên chi cho mệt vậy ông này ông vậy đó sao vậy bây giờ gì nè thật ra thì rất là cảm ơn cái 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 tình cảm của chị đã dành cho tôi để mà nói chung là giúp đỡ cho tôi nhưng mà thật ra là bây giờ chị tập trung lo cho anh sáu ảnh đi ha còn tôi ở một mình quen rồi sao cũng được ờ... nãy giờ ông chỉ giỡn thôi chứ có ông bạn chí cốt này ở bên ở cạnh đó, 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 đó. lúc qua qua lại ừ. hai người nói chuyện cũng đỡ buồn ừ. À mà chị nè dạ à ngoài cái chuyện đó ra thì uh, nay qua đây gặp tôi còn chuyện gì nữa không <laughs> dạ ờ, dạ không có gì tôi tôi chủ yếu là để nói với anh ờ, câu chuyện nó như vậy thôi ờ, thôi thì có lẽ tôi xin phép hai anh tôi mang cơm qua bển cho ổng với lại mấy đứa nhỏ <laughs> dạ thôi xin phép hai anh tôi đi nha dạ, dạ. dạ chào chị hai ạ à cảm ơn chị nhiều nghe dạ dõi <laughs> sao nói thiệt nghe cũng rất mừng cho ông sá Bảnh mấy chục năm qua ông không biết được nguồn gốc của mình bây giờ biết được rồi tôi rất là mừng đó ông ạ à. thì tôi có nói gì đâu Trời ơi, nãy giờ nói quá trời luôn mà nói mình không có nói gì đâu Nói kéo dài hơn ba bốn răng giấy luôn đó ông nội, đúng là xạo mà à... Ôi... Ừ... Nghỉ trưa rồi, không biết ăn cái gì đây ta Trời ơi, nè 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 Trưởng thành rồi đó, sắp lòng mẹ người ta rồi đó Ăn uống cho đàng hoàng chút xíu đi Ủa, làm mẹ cái không được ăn trưa hả không phải là không được ăn trưa Nhưng mà bà ăn cái gì đó cho nó một chút khoa học vô Mà sao nghỉ việc rồi Còn qua đây làm cái gì vậy Hôm bữa sếp tổng gửi mail Nói là tôi cố làm cho thêm một tháng nữa đi Để cái thời gian đó bạn giao hết công việc của tôi cho sếp Với lại à, Chắc à, để sếp kiếm người Ờ à, là vậy á hả Quyết định vậy nha ừ, Chốt nha ừ, ừ, Tía à, chú Sáu. Từ giờ tới chiều phải thống kê cho xong nha Ừ bà sáu làm gì vậy không biết nữa tiết cái gì cái gì vậy làm gì à... ngó trước ngó sau vậy làm gì thấp thỏm vậy đâu có gì đâu thấp thỏm tía tía chờ bạn gái của tía tới. trời ơi nãy ghê vậy girlfriend girlfriend trời đất ừ, ơi Ôi là trời <laughs> ủa chú sáu <laughs> chú sáu <laughs> chú sáu làm gì chú sáu gì? sợ lỡ gì hai nghe được hả có chuyện rồi sao trời ơi vậy hai thì tía tía chỉ thương kính thôi chứ chứ có gì đâu mà phải sợ ừ. dạ, mà mà ngồi. mà bạn gái của tía nha là vip đó nha VIP hả? ổn không ổn không dễ ổn cưng à. ha chứ không phải tía, tầm thường nha ổn không ổn không hồi hộp hồi hộp <laughs> tôi tới rồi nè Ở, đó tới rồi mới nhắc Ủa? cái tới rồi <laughs> thì ra đơ <laughs> fan của tía tôi đây cái gì vậy Bà công nhận nha, gờ fan của tía con đẹp gái quá. À. Đẹp là cái chắc. Ủa là nãy giờ nói về tôi á hả? <laughs> hay à, quá ha, chắc là nói xấu tuổi gì đúng ngồi 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 không? Ngồi, Tức Tức 2, 2, 2, ngồi, đi. Đi. ngồi, đi ngồi đi. Đây, dọn cơm tui ra cho đi. mọi đi. người ăn okay luôn okay nè. luôn. Ờ. Rồi, dọn Rồi. cơm Ngồi đi Ngồi đi má. Khoan khoan từ 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 để má dọn ra luôn nè. Mấy đứa tranh thủ ăn luôn đi nghe Trời ơi, sao bạn gái có công chi mà cực khổ vậy? Thằng Trúc với con Trúc đâu? Sao không kêu nó đi giùm? Trời, trời trời trời, không thấy đứa nào đâu. Không hề thấy một đứa nào hết lấy gì mà nhờ. Trời, hai đứa nó, một là hai đứa nó hẹn nhau đi. Còn hai là đứa này chạy, cái đứa kia nó chạy theo người ta gọi là theo tình tình chạy chạy tình tình theo đó chú mà chú sao biết Thời, rồi thì con nói thiệt cái đã mà. con nó kỳ lạ lắm không nó không có một ta? cái gì là gọi là một cái bản lĩnh giống như con thằng trung á nó nó vậy phải hả? có bản lĩnh một chút đúng rồi đúng rồi chỉ có anh là tôi bản tôi lĩnh thôi đúng không chết chưa ừ. nói nữa đi con chỗ của tôi xa lắm mắt trời ừ. sợ gái quá nó không có bao la trọng lượng giống như em Thấy không? Bởi mới nói nha, anh á là có phước á mới được em thương. Trời ơi. ơi. Còn nó dẻo miệng. ý, ý nói là à? chút không có bao dung á hả? Ừ. Gặp tôi á là tôi bung dao luôn chứ bao dung gì Trời, với mấy ông. Đó đó đó. Nó quen đúng con rồi con ơi à. Thôi ba mình, mình đi mình đi được rồi à. Khỏi rủ Ăn cơm đi ăn cơm ờ, đi ăn cơm okay. tía Ờ à, ăn à, đi ăn cơm đi à, Ờ à, rồi tía. rồi Dì hai nấu hả dì hai Tối nay tôi có công ừ, chuyện rồi, rồi đây ừ. với còn ăn à, nữa à. Có gì á Ông qua ông chở bà trước đi Tôi đi công chuyện xong rồi tôi ghé nha Để à. cảm à, ơn Sao cũng được Cái này của tía này. nè Nè Đó tía ăn đi Con quá con quá Dì hai nấu là khổ chê luôn Đây 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 Nè Ăn đi ăn đi Em muốn cà đi Ăn đi chú Sáu trời ơi nè thờ... mình vô làm hồi nãy Hả? tôi có đem cơm qua cho ông Thôi tùng đi vô làm đi. mà à... thấy ổng buồn buồn sao á tội nghiệp ghê á à rồi à, à, bà đem qua ổng có giận không bà thấy bà thấy thái độ của ổng sao thì tôi đem qua thấy nhận thì nhận đó đi nhanh mà không biết có ăn hay không thật sự ra tôi cũng có nói với ổng là sắp tới á tôi đưa con xuân về quê để dưỡng thai rồi để sanh đẻ nữa Chắc là ông cũng về luôn mà Mà nghe xong á, ông cũng buồn buồn Mà thấy mọi người, mọi người cũng im lặng à Tôi thấy, thấy cũng đồng cảm với ổng đó Con thấy hay là dì hai với lại chú Sáu á uhm, Kêu bác Tùng về quê mình ở luôn đi Dù gì có anh có em Con thấy lớn tuổi về quê là hợp lý lắm luôn á Ừ. Uhm, hồi nãy á, dì cũng nói như vậy Nhưng mà ổng đâu có chịu Má, người ta còn có người thân, còn có con cái Chứ đâu phải đơn thân đâu Cái chuyện này á để thủng thẳng đi má, rồi hãy đề cập Thủng thẳng gì nữa Nè, cái bụng á trình in lên bây giờ đó Sao mà nói cái gì ra cũng cãi được hết vậy Má à Má nói vậy không đúng hay sao Còn nói với má nè Ở trên đây á điều kiện vật chất đầy đủ Con sanh đẻ rồi nuôi con cũng ừ. tốt hơn nữa Bà ơi Con mình nó nói như vậy cũng đúng đó Chứ không phải khơi khơi đâu Chứ bây giờ mà uh, nói đi nói lại thì uh, Sống ở đâu cũng bằng quê mình đúng con Dạ dạ đúng Nhưng mà cái gì thì từ từ đi rồi tính ha ờ. Dì hai Dù ừ. gì thì ở trên đây cũng phát triển hơn Với lại ừ. ở trên này cũng giúp được bà con mình ở dưới quê nữa dì ừ. hai Cũng tốt mà. mà Với lại á, con thấy á, là <laughs> dì hai đừng kêu Xuân về dưới làm gì ừ. Dì hai cứ để cho nó trên đây đi Nó sắp sửa trở thành doanh nhân Sắp thành đạt giống con rồi Nhiều <laughs> khó chờ từ từ, từ một chút Chờ từ từ chút là được liền à hả Hay quá ha <laughs> 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 Giỡn hoài Bà biết không Cái lúc mà tôi gặp được bà Thiệt là tôi Không có chút xíu gì Ký ức về bà hết á Cho tới cái lúc mà Ở gần ừ. bà đó cái Rồi bà nấu những món ăn Rồi tôi cảm nhận được cái hương vị Rồi cái tôi nhớ lại từ từ Đúng là cái hương vị này nè Là món ăn này chính vợ mình nấu nè đó thôi bây giờ á, mọi người ăn nhanh đi tôi còn dọn dẹp tôi mang về nữa nè dạ 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 <laughs> ăn đi chú rồi rồi ăn đi con ăn quá trời luôn á <laughs> ngon quá trời ngon, ngon quá. quá ăn đi con ăn cho hết nữa